Chương 416 Sao chép. Mỗi lần đi gặp cha, mặc kệ trời sáng hay trời tối, trong thế giới của con luôn che lên một tầng bụi nhàn nhạt. Bởi vì cha, con không thể hạnh phúc đến cùng, nhưng cha ơi, cha cảm thấy con ích kỷ không? Mặc dù cha con chúng ta cách xa nhau như vậy, con vẫn hy vọng kiếp sau làm con gái của cha. Chỉ là, nếu như kiếp sau còn có bắt tù khổ sở, như vậy con gái chấp nhận chịu đựng để đổi lấy tình yêu của cha kiếp này nhà giam tọa lạc ở thiên cước, trên đỉnh núi, bởi vì quá sợ cha sẽ oán hận mà chạy trốn. Nhưng làm sao cha biết, cả đời này, cha chỉ người cha yêu, cam tâm chịu đựng bao nhiêu khổ. Có một bóng dáng nho nhỏ, dọc theo đường núi, từng bước từng bước đi lên núi. Cô không dám để cho taxi chạy tới rừng ở trước cửa nhà giam, bởi vì sợ không kiềm được nước mắt. Đường khả hình mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn len màu xanh đen, áo khoác màu xanh dương đậm dài đến gối, trong tay sách theo một chút đồ ăn vặt cha thích ăn, dùng cái hộp nhỏ màu hồng hết sức mộng ảo để đựng, đón gió núi nhẹ nhàng khoan khoái, đi về phía trước, rốt cuộc nhìn thấy nhà giam, hai tròng mắt của cô trở đỏ bừng, mặc dù biết, con gặp cha một lần, lòng như bị dao cắt một lần. Con thật sự thực vẫn rất may mắn, con là con gái của cha. Đi tới nơi này, cuộc sống không khỏi lắng động, cũng quen kiểm điểm lại chính mình. Hai mắt khả hình xẹt qua một chút mờ mịt, không dám nghĩ trong tương lai, Cha sẽ ngồi tù cả đời ở chỗ này, liên tiếp chịu cũng không muốn tiếp nhận, cô từng bước đi về phía trước, rốt cuộc đã đi đến trước cửa sắt, nhìn kiến trúc âm sâu bên trong, hai mắt lại hiện lên giọt lệ, nhẹ nhàng đưa tay, vỗ vỗ cửa, nói rõ ý đến với cảnh vệ ở bên trong, tới thăm cha một chút. Nước mắt không nhịn được nhỏ xuống. Ai có thể hiểu, loại khổ sở máu ngủ thân tình cách xa. Huống chi, ông lão bên trong nhà giam là người cha tốt nhất trên đời cánh cửa sắt dần dần mở ra. Audio điện tử võ tấn bền. Đường khả hình siết chặt dây sách tay, sách theo cái hộp nhỏ, đi vào tòa nhà tường cao dày, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng của phạm nhân ở bên trong tường bao sân bóng rỗ đánh cầu, còn có thể truyền ra tiếng cười, trái tim khả hình dần dần buộc chặt, hai mắt xẹt qua đỏ thắm, nhưng vẫn cất bước đi về phía trước, trải qua hành lang thật dài, ở bên trong vòng vo chừng vài vòng, cảm giác không khí ẩm ướt suối quẩy, giống như cuộc sống nặng nề lan ra. Sốt của cảnh sát dẫn đường khả hình đi tới trước cửa sắt phòng giám sát số 1, nguội lạnh nói, đứng chờ ở chỗ này. Đường khả hình im lặng gật đầu một cái. Cảnh sát đi vào trước, không đến bao lâu, người canh giữ bên trong phòng cầm súng mở cửa đi ra, lạnh lung nói với đường khả hình, vào đi. Hai mắt đường khả hình nổi lệ, lại sợ cha lo lắng, cứng rắn nuốt nước mắt xuống, nắm chặt cái hộp điểm tâm, để cho sắc mặt mình tận lực bình tĩnh, đi vào một gian phòng lớn đối diện cửa sổ lớn có ánh mặt trời chiếu vào có thể nghe thấy được một chút mùi cỏ xanh điều này đối với khả hinh mà nói cũng là một chút an ủi nho nhỏ khả hinh ngồi tại chỗ hai mắt cố gắng bình tĩnh nhìn cánh cửa kia không đến bao lâu một tràng tiếng bước chân hoặc nhẹ nhàng không còn hơi sức hoặc nặng nề truyền đến đường khả hinh mở to đôi mắt đẫm lệ lập tức nhìn chằm chằm quả nhiên đi trước là hai viên cảnh sát mặc cảnh phục sắc mặt lạnh lùng cầm súng đứng ở bên cửa, quát, vào đi. Trong lòng của khả Hinh chợt căng thẳng. rốt cuộc, đường văn long mặc quần áo tù màu xanh đen, tóc hoa dâm, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt rũ xuống, khắp khuôn mặt là nếp nhăn tiểu tụy, lộ ra một chút ánh sáng kích động rất nhỏ, đi vào phòng giám sát, rốt cuộc nhìn thấy con gái đã tới, ông đột nhiên ôn hòa vui sướng mỉm cười, nếp nhăn trên mặt kéo chung một chỗ, già nua giống như ngày mai sắp chết đi nước mắt đường khả hình giống như thiếu đê, nhìn cha như vậy, đau đến không thở nổi, mím chặt môi, im lặng, đau đớn làm cho mình hít thở không. Hai mắt đường văn long cũng tràn nước mắt, nhưng bởi vì người trải qua tang thương quá nhiều, cũng có mấy phần ẩn nhẫn, liền im lặng mỉm cười đi tới, nhìn con gái, âm thanh khàn khàn không còn hơi sức nói, con bé ngốc, cha cũng đi vào nhiều năm như vậy, tại sao vẫn còn không quen. Đường khả hình rơi nước mắt từng viên, vội vàng muốn đứng lên, đỡ cha ngồi xuống cảnh sát chỉ vào đường khả hình nói to đường khả hình luống cuống nhìn bọn họ một cái đành phải bất đắc dĩ nhìn cha nhẹ nhàng ngồi xuống lặng lẽ rơi lệ đường văn lòng im lặng đi tới trước chỗ ngồi ngồi xuống nhìn hộp điểm tâm xinh đẹp khẽ mỉm cười đau lòng nói biết rõ cha không thể ăn tại sao còn muốn làm trong lòng của đường khả hình đau nhói nhìn cha nghẹn ngào nói con 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 muốn làm bánh cho cha vừa làm vừa nhớ tới cha. Chấm ngoặc kép. Đường Văn Long ngẩng đầu lên, nhìn con gái lần này tới đây, sắc mặt đỏ thắm, hai mắt lấp lánh động lòng người, quần áo cũng đã hết sức xinh đẹp, ông có chút han ủi cười nói, Khả Hinh. Lần này tới đây, dường như xinh đẹp hơn, không giống lần trước, sắc mặt tái nhợt, tâm trạng không tốt, bởi vì con như vậy, mấy buổi tối cha không có ngủ được, con luôn tự mình nuốt khổ sở, cũng không chịu nói ra, khiến cho cha lo lắng. Chấm ngoặc kép đường khả hình lặng lẽ rơi nước mắt chỉ cách một cái bàn nhìn sắc mặt cha lại tiều tụy và tái nhợt hơn so với bình thường trong lòng của cô đau nhói đúng lúc này bất ngờ nghe viên cảnh sát nói một câu mang cái gì tới đó đường khả hình ngạc nhiên nhìn viên cảnh sát kia yếu ớt nói bánh bánh ngọt chấm ngoặc kép cảnh sát nghe vậy liền im lặng đi tới vừa muốn nói anh muốn làm gì đường khả hình lập tức nắm chặt bánh ngọt nhìn cảnh sát rơi lệ mang đi kiểm tra, nếu như xác định không có hại thì có thể ăn. Không ngờ hôm nay cảnh sát có thể mở cửa dẫn đường. Đường Văn Long và Khả Hinh cùng nhìn anh ta. Cảnh sát không lên tiếng, im lặng đi ra ngoài. Đường Khả Hinh lập tức nhìn cha, vui vẻ nghẹn ngào nói cha. Cha có thể ăn bánh ngọt của con rồi. Chấm ngoặc kép. Đường Văn Long cũng dưng dưng nhìn con gái, gật đầu một cái. Cha, chấm ngoặc kép. Khả Hinh tranh thủ thời gian trò chuyện với cha, vui vẻ nói, con vào khách sạn Á Châu, trong khoảng thời gian này, quả thật rất bận rộn, mới không có tới thăm cha. Xạo muốn chết, có thời gian đi với trai còn nói bận, si, hả, đường văn long cũng vui vẻ nhìn con gái, kích động vội vàng cười nói, có thật không? Đường khả hình hơi gật đầu một cái, vậy thì tốt, vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, đường văn long an ủi, cười nói, cha vẫn luôn lo lắng công việc của con, làm việc ở quán ba thật không tốt, đường khả hình cười giải thích với cha ban đầu con tiến vào khách sạn á châu sau đó bởi vì một chuyện con lại chuyển tới làm ở công ty hoàn á thư ký của tổng giám đốc trang nhưng địa điểm làm việc vẫn ở trong khách sạn á châu chấm ngoặc kép đường văn long sững sờ thốt ra nói là làm thư ký cho hạo nhiên đường khả hình sững sờ nhìn cha nói cha biết anh ấy đường văn long nghe con gái nói đột nhiên sững sờ sắc mặt hơi thu lại cúi xuống Hai mắt khẽ xoay chuyển, mới cười khổ nói, "Dĩ nhiên biết, cậu ấy và Thiên Lỗi đều là đứa con cưng của Hoàn Cầu, ai cũng biết." Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh mỉm cười, nhìn cha nói, "Con còn nhìn thấy cha ở trong lịch sử phát triển của Hoàn Cầu, cha." Lúc đó, tôi rất kiêu ngạo vì cha. Chấm ngoặc kép chấm. Đường Văn Long ngẩng đầu lên, nhìn Khả Hinh, khẽ mỉm cười, nói, "Chuyện đã qua, không đáng nhắc lại, cha chỉ hy vọng con thật tốt, làm cấp dưới của Hạo Nhiên có mệt hơn không?" Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, cười nói, "Không mệt, anh ấy đối với con rất tốt, rất tốt. Rất chăm sóc cho con." Từ nhỏ cậu ấy chính là một đứa bé rất hiểu chuyện, tích cực, đáng yêu. Đường Văn Long cười nói, "Cho nên hiện tại con rất tốt, hơn nữa qua một chút thời gian, sắp tham gia cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu." Chấm ngoặc kép, mặc dù Đường Khả Hinh thông minh nhạy cảm, lại bỏ quên những lời của cha, kích động mỉm cười nói. Đường Văn Long ngẩng đầu lên, Nhìn Khả Hinh vui mừng nói: "Có thật không? Có cơ hội không?" "Không rõ ràng lắm, nhưng con sẽ cố gắng." Đường Khả Hinh cười, sắc mặt ửng hồng. "Tranh tài rượu đỏ không giống như xưa, hơn nữa rượu sẽ theo thời gian thay đổi mà có mùi vị khác nhau, cho nên nếu con học tập cái gì, phải thường xuyên cập nhật." "Biết không?" Đường Văn Long nhìn con gái, vội vàng căn dặn. "Vâng." Khả Hinh gật đầu một cái. "Không có việc gì thì đi phòng bếp nhiều một chút." Rượu nhất định không thể tách khỏi thức ăn ngon, nhưng hai thân phận đầu bếp và chuyên gia rượu đỏ có lúc cực kỳ gián sát và tồn tại, hiểu rõ bọn họ còn sẽ có kết quả bất ngờ. Chấm ngoặc kép, Đường Văn Long lại giận dò. Vâng. Khả Hinh cười, cúi đầu. Đường Văn Long nhìn trên mặt con gái hiện lên đỏ thắm, biết con gái không ai bằng cha, một chút kích động dần dần hiện lên, hơi nghi ngờ, cũng thật cẩn thận cười hỏi Khả Hinh. Chấm ngoặc kép. Hả? đường khả hình nghẹn ngào nhìn cha đáp nhẹ con nói cho cha biết có phải con yêu rồi rồi không đường văn long nhìn khả hình hỏi đường khả hình nhìn ánh mắt cha sâu sắc trong lòng của cô ngọt ngào khẽ cắn môi dưới không lên tiếng đường văn long nhìn vẻ mặt con gái đột nhiên vui vẻ nói thật à đường khả hình ngẩng đầu nhìn cha mỉm cười nói hiện tại có thể còn chưa xác định nhưng con con rất thích anh ấy anh ấy giống như thật thích con chấm ngoặc kép mặt của khả hình đỏ lên vội vàng cúi đầu đường văn long thật sự vui vẻ nở nụ cười kích động nói cha có thể đợi đến ngày này rồi cha có thể chấm ngoặc kép ông nói tới chỗ này đột nhiên cúi đầu khổ sở nuốt nước mắt cha chấm ngoặc kép đường khả hình rơi lệ nắm nhẹ tay cha nghẹn ngào nói con rất khỏe thật anh ấy đối với con rất tốt chờ chúng con chính thức xác định quan hệ anh ấy hứa với con, cùng con đi thăm cha. Chấm ngoặc kép. Trong chớp mắt đường Văn Long ngẩng đầu lên nhìn Khả Hinh, ngoài ý muốn nói gặp. Gặp cha. Ừm, Khả Hinh lại gật đầu một cái. Cậu ấy không chê nhà chúng ta. Chấm ngoặc kép. Không chê, đường Khả Hinh cười nói, thật không chê. Cho nên con mới có thể thương anh ấy như vậy. Con thật thương anh ấy. Đường Văn Long đột nhiên mỉm cười, thở dốc một hơi, có chút lời không cần nói ra, Giống như con rể ngày mai sẽ phải tới, có chút xấu hổ nói, trời ạ, à, con không nói cho cha sớm một chút, ngày hôm qua cai ngục còn nói tóc của cha dài, muốn cha cắt bỏ, cha bị cảm nên không cắt, con làm sao đây? Ôi chao, đến lúc đó, con và bạn trai tới, nhìn cha như vậy thì làm thế nào? Ông cảm thấy phiền não và lo lắng, vỗ đầu một cái, tự trách mình. Đường khả hình không nhịn được bật cười, nghẹn ngào nói, mặc kệ cha như thế nào con tin tưởng anh ấy nhất định sẽ tôn trọng cha. Đường Văn Long lại cười vui vẻ, cười đến mắt cũng không nhìn thấy. Đường Khả Hinh nhìn cha như vậy, lại đưa ra tay nắm bàn tay cha đầy vết chai, nghẹn ngào nói cha, cha ở trong tù nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, con sẽ rất cố gắng sống, học tập, sau đó giành thắng lợi cho cha. Chấm ngoặc kép. Đường Văn Long nghe vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt con gái kích động vui vẻ, liền cảm động, an ủi, cười nói tốt. Tốt. Cha tin tưởng con, cha tin tưởng Khả Hinh, nhất định có thể học tập thật tốt, đạt được thành tích tốt trong công việc, nhất là tranh tài rượu đỏ. Chấm ngoặc kép nói tới chỗ này, lúc này Khả Hinh mới nhớ tới lần này tới đây có một chuyện khác muốn hỏi cha, liền gấp gáp nói với cha, cha lần này tôi đến còn có một chuyện khác muốn nhờ cha chỉ dạy một chút. Đường Văn Long nghe liền ngẩng đầu lên nhìn cô, nói chuyện gì? đường khả hinh nhanh chóng kể lại chuyện trong khoảng thời gian mình tiến hoàn cầu nói ra tất cả ngoại trừ chuyện tình yêu đau lòng của mình đường văn long nghe xong vừa kích động vừa vui vẻ cuối cùng đường khả hinh nói đến chuyện mình hầu rượu cho ủy viên trương đường văn long kinh hãi sau đó nghe được con gái vẫn nhớ lời dạy dỗ của mình cũng không có để cho ủy viên trương ra tay giúp đỡ ông được an ủi cười tán thưởng gật đầu cảm thán con gái trưởng thành nhưng vẻ mặt đường khả hình lộ ra khó khăn nói hết chuyện của Vitus, khổ não nói lên nghi vấn của mình. Chấm ngoặc kép, con thật sự thực không hiểu, tại sao ông ấy không thích con? Tại sao, cuối cùng con cảm giác, con hầu giữa ủy viên trương, thắng tranh tài lần này, nhưng ở giữa nhất định đã xảy ra chuyện gì, làm cho ông ấy tức giận và không vui, con nghĩ đi nghĩ lại, thật không nghĩ ra được, nhưng con mơ hồ cảm thấy, cha có thể biết. Bởi vì ủy viên trương và cha là bạn thân, chấm ngoặc kép, Đường Văn Long thấy con gái buồn rầu nói xong lời này, liền bất đắc dĩ cúi đầu, nặng nề thở dài, nhưng ông lại chậm rãi cười. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười của cha, liền nghi ngờ hỏi cha. Cha, cha biết không? Hai mắt đường Văn Long lộ ra ánh sáng cơ trí, mặc dù bị cấm cố ở nhà giam nhiều năm, che giấu ánh sáng bản thân ông từng trải qua huy hoàng, giống như biển rộng mênh mông, ông hơi ngẩng đầu nhìn Khả Hinh, dịu dàng cười nói có lẽ cha biết chấm ngoặc kép. Thật, đường khả hình kích động nhìn cha, cười nói, vậy nguyên nhân là gì? Đường văn long nhìn con gái, chậm rãi cười nói, bởi vì con sao chép. Chấm ngoặc kép. À, sao chép, đường khả hình kinh ngạc kêu nhỏ, cái gì gọi là sao chép? Đường văn long cười nói, mặc dù con thắng tranh tài lần này, nhưng con không thể phủ nhận, con đã sao chép qua trí tuệ của cha, sao chép ký ức cha trong quá khứ, thậm chí sao chép tình cảm bạn bè của cha, cho nên cuộc tranh tài này, thật ra con không giành chiến thắng. Một người giống như Vitus, tại sao có thể cho phép con ở trong quá trình tranh tài, tham khảo lao công thành quả của người khác? Cuộc tranh tài rượu đỏ vốn nhất định phải dùng trí tuệ của mình. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình sửng sốt nhìn cha. Đường văn long lại nhìn con gái, chân thành nói con phải hiểu được, người vừa sanh ra, ban đầu luôn bắt trước, bắt trước lời nói của cha mẹ, cách đi bộ, sau đó sẽ bắt trước người yêu, bạn bè, chúng ta lơ đãng bắt trước để cho chúng ta lớn lên, nhưng người thật sự thành công nhất định phải có trí tuệ của mình. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh yên lặng, nghĩ tới những lời của cha, có chút không cam lòng ngẩng đầu nhìn ông nói, cho nên ông ấy vô tình từ chối con. Cái gì gọi là vô tình? Đã lâu, Đường Văn Long không có tán gẫu vấn đề này với con gái, nghe con gái nói như vậy, không nhịn được cười. Cách ông ấy nói chuyện. Chấm ngoặc kép mỗi người đều có cách đối đãi riêng của mình nếu như con muốn người khác tôn trọng lao công thành quả của mình con nhất định phải tôn trọng suy nghĩ của người khác trước có phải không một chuyện đơn giản như vậy tại sao con phải xem quá nặng cuộc sống vốn bắt đầu từ sự phụ định chấm ngoặc kép đường văn long cười đất giải thích trong đầu đường khả hình lập tức vang lên câu nói của trang hạo nhiên cuộc sống vốn bắt đầu từ phủ định ông ấy từ chối con không lo nhưng ông ấy lại cực tuyệt con Đường Khả Hinh rất gấp gáp nói, ông ấy hoàn toàn không cho con cơ hội giải thích. Nếu như ông ấy từ chối con, căn bản cũng sẽ không nói nhảm nhiều lời với con. Chấm ngoặc kép, Đường Văn Long không nhịn được nhìn con gái cười nói, con trưởng thành, phải học phân rõ, trên thế giới này có rất nhiều người thể hiện quan tâm không nhất định rõ ràng, phải dựa vào chính mình suy nghĩ. Ông ta mắng con, là đang nhắc nhở con, hiểu không? Không phải mỗi người đều có cơ hội bị mắng, nếu như con quý trọng những cơ hội này, con sẽ không giống người khác. Con bé ngốc, chấm ngoặc kép. Vậy, con nên làm thế nào? Đường khả hình nhìn cha, lại thật lòng hỏi. Bước đầu tiên, con thẳng thắn thành khẩn nói với ông ta, cuộc tranh tài lần trước, chính xác là bị thua, con thừa nhận sao chép trí tuệ của cha con. Chấm ngoặc kép, đường văn long cười nói, thứ hai, để xuống kiêu ngạo của con, để xuống thành tích của con, thật lòng học hỏi với ông ta, làm người, vốn chính là phải thành kính. Chấm ngoặc kép chỉ đơn giản như vậy, đường khả hình không tin. Chuyện không phức tạp, chấm ngoặc kép, đường văn long cười nhìn con gái, nói phải xem con có muốn suy nghĩ hay không. Biết suy nghĩ, đây là điểm mấu chốt để thành công. Chấm ngoặc kép, trong lòng của đường khả hình ấm áp, nhìn cha, nhưng vẫn có chút thấp thỏm. Đừng sợ, chấm ngoặc kép, đường văn long hiểu con gái, cười nói tin tưởng cha. Chỉ là khả hình của cha trưởng thành rồi, biết suy nghĩ, cha rất an ủi, nhưng con phải tự nói với mình, sau này phải buông xuống tất cả những gì cha cho con trước đây, dùng trí tuệ và tư tưởng của mình, mỗi bước đi sau này. Trên đường cố gắng đóng góp trí tuệ và thành công của con, truyền lại cho người đời sau. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe lời của cha, đột nhiên mỉm cười, trịnh trọng gật đầu nói con biết rồi. Cha yên tâm, chương 417, năn nỉ anh. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ, lá phong phát ra màu đỏ như lửa khu biệt thự nơi nào đó, một mảnh lá phong đỏ rực, xào sạc lay động, từng lá rơi xuống. Xe hơi màu đen lấp lánh như màu kim loại, dừng ở trước biệt thự nhỏ kiểu Pháp, rào chắn màu trắng, treo ngược chậu hoa hồng màu đỏ thấm, bên trong vườn hoa nhỏ có thể nhìn thấy rõ ràng, có một xích đu màu trắng. Đường khả hình đứng ở trước rào chắn, nhìn khung cảnh ấm áp bên trong vườn, không khỏi nhớ tới tuổi thơ, còn sót lại một chút ký ức. Mình thật thích chơi xích đu. Cứ mỗi lúc hoàng hôn, cha ôm mình, ngồi ở trên xích đu, nhẹ nhàng đong đưa, thuận tiện dạy cho mình một chút đạo lý làm người. Khả hình không nhịn được đưa hai tay ra, chống nhẹ rào chắn, nhìn bên trong bàng hoàng, nhớ tới ngày hôm qua, trước khi mình đi, cha căn dặn, đừng nhớ tới huy hoàng cha đã trải qua, đó là chuyện đã qua, cũng đừng nhắc tới chuyện của cha với ai, cha nghĩ, vật đổi sao rời mười mấy năm, tất cả đều đã qua. Sẽ không ai biết con nữa. Sẽ để cho tất cả bắt đầu lại một lần nữa sáng sớm 8 giờ 30 phút. Cánh cửa nhỏ biệt thự, rốt cuộc mở ra. Vitus mặc tây trang màu đen phẳng phiu, trải mái tóc vàng bóng loáng, khuôn mặt đông lạnh, đi ra. Đường khả hình lập tức kích động mỉm cười, gọi nhỏ Vitus tiên sinh. Vitus mới vừa muốn đóng cửa, nghiêng người thấy bóng dáng nho nhỏ bên ngoài rào chắn, ánh mắt ông không vui ngưng tụ, dừng lại động tác, nhìn cô. Chào buổi sáng, đường khả hình đứng ở bên ngoài rào chắn, hướng về phía vitus cúi người thật thấp gật đầu rất khiêm tốn cung kính nói rất xin lỗi quấy dày ngài vitus đóng mạnh cửa lại vừa mang bao tay màu đen của mình vừa đi ra ngoài lúc mở cửa nhìn bộ dáng đường khả hinh nhún nhường trầm giọng nói đường tiểu thư cô không chỉ có là một chuyên gia hầu rượu không hợp cách cô còn một người khách rất không có lễ phép tôi không biết đạo đãi khách của người trung quốc nhưng cô vô phép đến thăm chính là vô cùng vô lễ mặt của đường khả hình đỏ lên trái tim lập tức buộc chặt nhưng vẫn nhìn ông thật lòng xin lỗi thật xin lỗi sáng sớm quấy dày ngài tôi đặc biệt tới nói xin lỗi cô làm sai chuyện gì vitus nhìn cô cau mày hỏi đường khả hình dừng lại một lát mới nói lần trước tranh tài tôi thua trận này tôi thi đấu không công bằng tôi xin lỗi ngài vitus lạnh lùng nhìn cô chỉ trong chốc lát rốt cuộc chậm rãi hỏi tại sao cô thua Đường Khả Hinh lập tức nói, lần trước tranh tài, bởi vì tôi phát hiện, khách bên trong là bạn thân của cha tôi nhiều năm trước, khi đó, tôi chợt có linh cảm, nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay ông ấy vẫn là đồng hồ cũ hơn 10 năm trước, tôi liền nghĩ người này nhất định rất hoài niệm, liền dùng món ăn của cha để lay động, nhưng lúc tôi làm không nghĩ quá nhiều, chỉ một lòng hy vọng ông ấy có thể toàn tâm toàn ý dùng cơm, nhưng mặc kệ như thế nào, đối với chuyện này, lúc ấy, tôi nên tỏ rõ, mới công bằng. Chấm ngoặc kép. Vitus dừng lại nhìn cô. Đường khả hình thật lòng giải thích nói, xin tha thứ cho tôi trẻ người nóng vội, vội vã muốn biểu hiện mình mà bỏ quên đi tính công bằng với những tuyển thủ khác. Tôi sai rồi, tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Vitus trầm ngâm một chút, nhìn thái độ cô nói xin lỗi thật lòng, hai mắt lại nghiêm nghị chợt lóe, nói tôi đánh giá cô không phải là một chuyên gia hầu rượu hợp cách, không chỉ bởi vì cô thi đấu lần trước. Đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Vitus, gấp gáp nói, xin ngài chỉ điểm cho tôi một chút, tôi sẽ rất cố gắng, rất thật lòng lắng nghe chỉ dạy. Chấm, lời tôi đã nói với ngài trước đó, lại một lần nữa. Thật xin lỗi. Nghe nói, cô rất giỏi nói xin lỗi. Vitus nói một câu. Đường khả Hinh ngẩng đầu lên, tuyệt vọng nhìn ông. Vitus lạnh lùng xoay người, lúc vệ sĩ mở cửa xe cho mình, vừa muốn ngồi vào. Tôi sẽ rất chăm chỉ học tập trang viên rượu đỏ trong lòng ngài là như thế nào. Đường Khả Hinh nhìn Vitus, thật lòng nói: "Vitus dừng lại động tác. Đường Khả Hinh lại nhìn Vitus, thật lòng vội vàng nói: "Lần trước ngài nói với tôi, tôi không rõ trang viên ở Pháp là như thế nào, tôi hiểu ý tứ trong lời nói của ngài, hy vọng tôi có thể học tập sâu hơn, đi tham thảo, ngài mắng tôi, nhưng thật ra muốn nói cho tôi biết, tôi tiếp xúc không tới một thế giới khác cực kỳ bí ẩn và đặc sắc. Cảm ơn ngài nói cho tôi biết tất cả." Vitus nghe nói như thế, rốt cuộc chậm rãi quay đầu, nhìn cô gái gầy yếu trước mặt, mặc sơ mi kẻ ô màu xanh, váy ngắn xếp ly màu xanh đậm đến gối, bên ngoài khoác áo khoác màu xanh dương đậm, nghiêm túc đứng ở trước mặt của mình, lời nói vô cùng khiêm tốn. Vậy cô nói cho tôi biết, trong mắt cô, trang viên ở Pháp, đến bây giờ, có thay đổi hay không? Vitus nhìn cô, hỏi. Không có, đường khả hình nói nhanh, bởi vì tôi không rõ ấm. Tôi chưa từng đi chỗ đó. Cô lớn như vậy đã thưởng qua mấy loại rượu đỏ. Vitus nhìn cô, hỏi tiếp. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình không nói ngẩng đầu lên, nhìn ông. Một đầu bếp biết làm món ăn, dù cho có sức thuyết phục, cũng chỉ là mấy món ăn, tất cả trang viên lớn nhỏ ở Pháp, ngàn vạn gia đình, càng không cần nói toàn thế giới có bao nhiêu. Mỗi thợ nấu rượu, ủ đi ra rượu mới, đều đưa lưng về phía sau lưng mùa xuân phong cảnh, cầm lên thìa nhỏ tới thưởng thức, không có ly thủy tinh cao quý, cũng không có bản ăn trang nhã cô nói những ngôn ngữ xinh đẹp kia ở trước mặt rượu đỏ thật ra cũng không có một chút sức thuyết phục Vitas nhìn cô nói đường khả hinh không lên tiếng trong mắt của tôi thợ nấu rượu chuyên gia bình phẩm rượu đứng ở trong hầm dưới lòng đất bất cứ người nào cũng ưu tú hơn cô mà cô còn nhỏ tuổi đã lợi dụng kinh nghiệm và trí tuệ của cha cô để thắng được tranh tài loại người như cô đi đường quanh co theo cách nói của người pháp chính là loại người không chịu được khảo nghiệm nhất Vitas không lưu tình nói, hai mắt đường khả hình đỏ bừng nhìn ông. Một người chính thức khát vọng nỗ lực là người phải cúi mình thật thấp, mỗi ngày đều phải có thái độ học hỏi, như vậy cuộc sống của cô mới có thể mới mẻ. Mà cô cũng không phải. nhớ lúc ấy cô ở trước mặt ba ông chủ người Pháp kêu gào người Trung Quốc trí tuệ, thì cô không có nghĩ qua bản thân cô tồn tại vấn đề khổng lồ. Bọn họ có kém đi nữa, nhưng đối mặt rượu đỏ cũng muốn trên bầu trời có chút giọt sương nhỏ xuống cho cây nho cô có thể hiểu được ý nghĩa trong đó sao? Vitus nhìn cô, hỏi tiếp. Đừng nói nữa, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên rất đau lòng bật khóc, cho nên mọi thứ ở trong thế giới của tôi cũng tan hết. Chấm ngoặc kép, Vitus lạnh lùng nhìn cô một cái, liền ngồi vào trong xe. Tài xế lái xe dần dần rời khỏi con đường lớn rừng phong. Đường khả hình một mình, rất đau lòng, rất tuyệt vọng, rất mất mát ôm tài liệu, ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu co quắp khóc giống, khóc thật đau lòng, thật đau lòng. Vitus ngồi ở sau xe, nhìn trong kính chiếu hậu bộ dáng Đường Khả Hinh đau lòng muốn chết, hai mắt rất lạnh lùng, không có chút tình cảm. Đường Khả Hinh biết chiếc xe kia từ từ đi xa, nhưng không có hơi sức theo đuổi, chỉ tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất, bất đắc dĩ khóc giống. Lá phong bồng bềnh, vô số, giống như đoàn ánh sáng, thật dịu dàng. Cô gái vẫn ngồi xổm trên mặt đất khóc giống, không biết nên làm sao. Thời gian từng giờ từng giờ trôi qua. Mùa thu sau giữa trưa, sương mù dần dần nặng, ánh mặt trời cũng không xua tan được không khí ướt át. Đường Khả Hình vẫn ngồi xổm trên mặt đất, lặng lẽ rơi lệ, trong tuyệt vọng, trong đầu lại hiện lên câu nói của Vitus, một người chính thức khát vọng nỗ lực là phải cúi mình gặp người thật thấp, mỗi ngày đều phải có thái độ học hỏi, như vậy cuộc sống của cô mới có thể mới mẻ. Mà cô cũng không phải, một đầu bếp biết làm món ăn, dù cho có sức thuyết phục cũng chỉ là mấy món ăn, tất cả trang viên lớn nhỏ ở Pháp, ngàn vạn gia đình, càng không cần nói toàn thế giới có bao nhiêu. Mỗi thợ nấu rượu, trưng cất ra rượu mới, đều đưa lưng về phía phong cảnh mùa xuân, cầm thìa nhỏ thưởng thức. Không có ly thủy tinh cao quý, cũng không có bàn ăn trang nhã, cô nói những thứ ngôn ngữ xinh đẹp, ở trước mặt rượu đỏ, thật ra cũng không có một chút sức thuyết phục. Chấm ngoặc kép. Cô lập tức ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống, hai mắt thoáng qua kỳ lạ khách sạn Á Châu. Phòng ăn Ngự Tôn. Cái gì? Trần Mạn Hồng kinh ngạc nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh tràn đầy quyết tâm, cho rằng mình nghe lầm, hỏi cô mới vừa nói cái gì. Đường Khả Hinh nhìn Trần Mạn Hồng vội vàng nói, tôi muốn trở lại phòng ăn làm nhân viên phục vụ. Cô, cô không có bệnh chứ? Trần Mạn Hồng kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, nói cô làm thư ký của tổng giám đốc thật tốt không làm, cô muốn trở về phòng ăn làm nhân viên phục vụ. Vâng tôi muốn làm nhân viên phục vụ lần nữa. Tôi buông tha lương bổng thư ký tổng giám đốc, đường khả hình nói rất chắc chắn. Tiểu nhu ôm bó hoa bách hợp, không thể tin nổi nhìn đường khả hình, cũng cho rằng cô có bệnh nói, khả hình. Cô đừng như vậy, bị kích thích cũng đừng quay trở lại. Tiền lương của cô gấp mấy lần của chúng tôi, mọi người không ngờ đấy. Làm ơn, tôi quyết định, chấm than ngoặc kép, đường khả hình gấp gáp nhìn Trần Mạn Hồng nói. Trần Mạn Hồng thật sự không có cách nào với cô, nói, nếu thật sự cô làm thư ký cho tổng giám đốc rỗi rãnh, thỉnh thoảng. Cô trở lại vui đùa một chút cũng được, không cần thiết làm lại từ thấp lên cao. Không, tôi muốn chính thức trở lại, làm nhân viên phục vụ, chọn rượu cho khách, lau ly, rửa ly, tất cả, tất cả. Đường khả hình nhìn Trần Mạn Hồng, cắn răng kiên chỉ nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng không biết nên nói làm sao. Giúp tôi đi, quản lý, giúp tôi đi. Đường Khả Hinh nhìn Trần Mạn Hồng, thật lòng nói. Cô đừng cho rằng cô là thư ký tổng giám đốc, muốn đi chỗ nào thì đi tùy tiện. Chuyện này không làm được, Trần Mạn Hồng không có cách nào với cô, nói cô nhất định phải nói với bộ phận hành chính bên tổng giám đốc Trang, giữ lại chức vụ, ngừng lương bổng, sau đó đến bộ phận hành chính bên này, đoán chừng thân phận của cô, phải được tổng giám đốc tưởng chúng ta phê chuẩn mới được. Đoạn thời gian trước, không phải anh ấy và cô gãi nhau sao? Sẽ phê chuẩn sao? Đường Khả hình vừa nghe, hai mắt hiện lên vui vẻ, nói, vậy tôi đi năn nỉ anh ấy. chương 418, Bí mật. Văn phòng Tổng Giám đốc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu bạc, cổ áo mở ra, vạt áo trước cài bông hoa tơ tầm màu trắng, trầm ngâm xem tình hình giá cổ phiếu công ty lao dốc, không có để ý. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lúc này vẻ mặt tưởng thiên lỗi mới hơi buông lỏng, nhưng hai mắt vẫn nhìn chầm chầm máy vi tính, đáp một tiếng vào đi đông anh mỉm cười đẩy cửa ra đi tới nhìn tưởng thiên lỗi nói tổng giám đốc có một vị khách thần bí đến tìm anh tưởng thiên lỗi nghe lời này liền hơi nghi ngờ quay đầu nhìn bộ dáng đông anh mỉm cười trên mặt cũng hiện lên nụ cười nói đông anh gần đây cũng học được mua nhân tình rồi anh muốn gặp không đông anh nhìn anh hỏi vị nào chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi buông tay tựa vào trên ghế ra nhìn cô hỏi đường khả hình tiểu thư. Xin gặp, chấm ngoặc kép, đông anh nhìn anh, không nhịn được cười nói. Tưởng thiên lỗi xứng sờ, hai mắt trầm ngâm sáng lên, dừng lại một lát, trên mặt mới hiện lên nụ cười kỳ lạ, bất đắc dĩ nói, khó được. Đông anh cũng không nhịn được mỉm cười, nói, vậy tôi mời cô ấy đi vào. Ừ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi không nhịn được cười. Không tới một lát, đông anh liền dẫn đường khả hình bước đi vào phòng làm việc, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng ngồi ở trên ghế ra tổng giám đốc, nhìn đường khả hình, nhịn cười, nghiêm trang nói, khách quý đến, đường tiểu thư, được cô rời bước đến thăm, chúng tôi thật vô cùng vinh hạnh. Phốc, đông anh không nhịn được, cúi đầu cười. Đường khả hình cố ý cao mày nhìn anh, lại không nhịn được cười nói, tôi có việc, muốn thỉnh cầu tổng giám đốc đại nhân ngài. Chấm ngoặc kép. Hả, anh còn có loại quyền lợi này sao? Tưởng thiên lỗi nhìn cô, lại cười hỏi. Đúng vậy, chuyện này, nhất định phải thông qua anh. Chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn có chút nghiêm túc nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cao mày nhìn cô một cái, mới căn dặn, đông anh, chuẩn bị một ly sữa nóng. Em muốn uống cà phê. Bao tử em không tốt. Đường khả hình không lên tiếng. Vâng, chấm ngoặc kép, đông anh mỉm cười tiếng trả lời, lui ra ngoài. Tưởng thiên lỗi trực tiếp đứng dậy, cởi ra tay trang, chỉ mặc quần tây màu bạc, áo sơ mi màu đen, nghiêm nghị đẹp trai đứng ở trước mặt của đường Khả Hinh. Nhìn cô một ngày không thấy, hôm nay ăn mặc mát mẻ đáng yêu xuất hiện tại trước mặt của mình. Liền không khỏi nhớ Nhung cũng trách cứ nói, rốt cuộc em đi đâu. Ngày hôm qua gọi điện thoại không nhận, sáng sớm hôm nay điện thoại cho em cũng không nhận, vốn còn muốn trực tiếp đến bên kia đón em đi làm. Nhưng anh đứng ở cửa, đã nhìn thấy sắc mặt của bạn bè tốt của em thối đến không chịu nổi. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh không nhịn được cười, Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhịn được cười, vươn tay, mới vừa muốn ôm nhẹ eo của cô, chờ một chút, Đường Khả Hinh lui về phía sau một bước, nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi cao mày nhìn cô, em thật sự có việc cầu anh, Đường Khả Hinh nhìn anh, nghiêm túc nói, Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt cô, nói thật có việc, em không phải là nhớ anh mới tới, không phải, Đường Khả Hinh nói thẳng, vậy em đi ra ngoài đi, anh bận tưởng thiên lỗi lập tức xoay người, đi về phía bàn làm việc. Ai, chờ một chút, đường khả hình lập tức kéo anh, gấp gáp nói, em thật sự có việc. Tưởng thiên lỗi quay đầu, nhìn cô, cố ý mất hứng nói, em là thư ký tổng giám đốc trang, có việc, em không nên tìm anh, giữa anh và em, việc duy nhất, chính là tình yêu. Ôi chao, không nên như vậy, em nghiêm túc mà, đường khả hình lại làm nũng. Tưởng thiên lỗi cao mày nhìn cô, Đường khả hình lập tức nhào vào trong ngực của anh, cánh tay ôm hông anh, xoa xoa lung tung. Tưởng thiên lỗi nhịn cười không được, ôm nhẹ eo của cô, cúi xuống, dịu dàng hỏi chuyện gì. Phải tới tìm anh, gọi điện thoại, anh đi đón em là được. Bởi vì là công việc mà. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh, lầu bầu nói. Tưởng thiên lỗi lại nghiêm túc nhìn cô một cái, cảm thấy cô thật sự nghiêm túc, liền hơi nghiêm nghị nhìn cô, hỏi chuyện gì. Anh ngồi đi. Đường khả hình lập tức kéo tưởng thiên lỗi ngồi ở ghế salon, mình ngồi ở một bên, lại trịnh trọng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi ngửa mặt nhìn bộ dáng cô, không nhịn được cười hỏi, rốt cuộc có việc gì? Em, chấm ngoặc kép, đường khả hình thật cẩn thận nhìn tưởng thiên lỗi, khẽ cắn môi dưới, lúc đầu có chút cố kỵ, nhưng vẫn hít thở sâu một hơi, có chút miễn cưỡng cười nói, em muốn tạm ngừng chức vụ thư ký tổng giám đốc, trở lại phòng ăn ngựa tôn, làm nhân viên phục vụ. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi sững sờ nhìn cô đường khả hình cũng thật cẩn thận nhìn anh có chút lấy lòng cười nói được hay không chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi vẫn giữ vẻ mặt nhìn cô đường khả hình nhìn bộ dáng anh lập tức có chút căng thẳng nói này vẻ mặt anh có ý gì được hay không hả tưởng thiên lỗi nhìn cô một lúc mới phản ứng được kinh ngạc nói em em nói em muốn trở về phòng ăn làm nhân viên phục vụ vâng đường khả hình gật đầu Đường Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi hết sức chăm chú gọi cô, nếu như em bị Trang Hạo Nhiên kích thích, còn có anh đây. Tội gì khổ cực như vậy? Không phải đâu, Đường Khả Hinh nhìn anh, đột nhiên mỉm cười nói, em chỉ muốn. Muốn làm lại từ đầu, tìm về lúc xưa, vì trước khi vào khách sạn Á Châu, bản thân em làm việc rất cực khổ. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhớ lại quá trình trước khi khuôn mặt bị phá hủy, sau đó đủ loại chua cay. Mới xúc động nói, nhớ tới quá khứ ở quán bar, thường vì một ly rượu đỏ khách uống còn dư lại, mà đứng ở cạnh cửa, canh mấy tiếng đồng hồ, có lúc, khách uống say, nằm trên ghế salon ngủ mấy tiếng đồng hồ, em cũng ngủ ở cạnh cửa canh giữ, khi đó, trong lòng của em không có suy nghĩ khác, chỉ là muốn, em muốn nếm thử một chút rượu đỏ, muốn cầu biết một chút cảnh giới rượu đỏ. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn cô, không thể phủ nhận, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh khẽ mỉm cười nói khi đó em cũng nghĩ tới thông qua tranh tài rượu đỏ là con đường duy nhất thay đổi vận mệnh cho nên so với người khác em cố gắng hơn thậm chí cố gắng gấp trăm lần nhưng em đi tới hôm nay em mới giật mình phát hiện mặc dù trước kia em đi rất gian khổ rất dãy ruộng rất cố gắng muốn tìm một con đường đi ra nhưng khi em nếm đến rượu đỏ nó thuyết phục em chỉ trung thành với mùi vị mà không phải tương lai sự nghiệp tất cả tất cả chấm ngoặc kép Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh đột nhiên nghiêng người tới trước, kéo nhẹ tay Tưởng Thiên Lỗi, thật lòng cảm ơn nói, cảm ơn anh và Tổng Giám Đốc, hai người cho em cuộc sống, nhưng... Em nghĩ, mùi vị tương lai, tự bản thân em tìm hiểu là được. Chấm ngoặc kép, sẽ rất cực khổ, chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi vẫn có chút đau lòng nói. So với quá khứ, hiện tại em rất cực khổ, xin cho em từng bước từng bước đi về phía trước. Hả, làm ơn, chấm ngoặc kép. Đường khả hình lại nhìn tưởng thiên lỗi, chân thành nói. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn đường khả hình, thở nhẹ, cười khổ nói, em như vậy, anh có thể không đồng ý sao? Đường khả hình chợt mỉm cười. Trang hạo nhiên sẽ thả người sao? Tưởng thiên lỗi có chút cố kỵ hỏi. Sẽ, đường khả hình nói rất chắc chắn. Tưởng thiên lỗi quay mặt đi, thở dài một hơi, còn giống như muốn suy nghĩ thêm. Đường khả hình nhìn bộ dáng anh, đột nhiên nhịn cười, nghiêng người tới trước, hôn mạnh trên mặt anh một cái. Tưởng thiên lỗi không nhịn được cười. Đường khả hình lại hôn mạnh trên trên mặt của anh. Được rồi, được rồi, không có cách nào với em. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi mỉm cười nắm bàn tay nhỏ bé của cô, bóp nhẹ. Cảm ơn anh, chấm than ngoặc kép, khả hình lập tức nhảy dựng lên, muốn chạy ra ngoài. Cứ đi như vậy, tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, nói. Em còn có chuyện, đường khả hình trực tiếp kéo cửa ra, lại xoay người nhìn tưởng thiên lỗi nói đúng rồi em tạm ngừng chức vụ ở hoàn á là không phát tiền lương cho em nữa vậy tiền lương của em làm thế nào tưởng thiên lỗi nghe lời này đột nhiên mỉm cười quay đầu nhìn cô nói nếu như thật sự bộ phận hành tránh không cấp được anh phát tiền lương cho em như thế nào trong lòng của đường khả hinh ngọt ngào nhìn anh hỏi vậy anh cho em bao nhiêu tưởng thiên lỗi trầm ngâm suy nghĩ một chút liền cười nói em muốn bao nhiêu cho em bấy nhiêu. Chấm ngoặc kép, chật, đường khả hình cố ý liếc anh, mới xoay người, mới vừa mở ra cửa, lại nhìn thấy Trần Tuấn Nam cầm một phần tài liệu trong tay, đang đứng ở cửa muốn gõ cửa, cô sững sờ, nhìn anh, cười có chút ngượng ngùng. Khả hình, Trần Tuấn Nam nhìn cô, có chút kinh ngạc cười nói, tại sao cô ở chỗ này? Có chút việc, chấm ngoặc kép, đường khả hình khẽ mỉm cười, tránh ra người, nói, hiện tại phải đi. Vậy cô đi thong thả, "Chấm ngoặc kép, Trần Tuấn Nam đi tới, cười nói với cô. Đường Khả Hinh liền im lặng lui ra ngoài, lại nhớ tới còn có chút việc muốn đi tìm Đông Anh, liền tới trước phòng thư ký. Trần Tuấn Nam nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng không có lưu ý đến vẫn chưa có hoàn toàn khóa lại, liền trực tiếp đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, cười nói: "Tổng giám đốc tưởng chúng ta gần đây có số đào hoa." "Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn anh." trên mặt hiện lên nụ cười nói, thật khó được bên cạnh tôi còn có một người biết nói đùa như thế. Trần Tuấn Nam cười ngồi xuống, đặt tài liệu, mới nói cái này gọi là nói dỡn à. Đây không phải là sự thật sao. Từ trước đến giờ, anh mạnh mẽ thay đổi mọi thứ xung quanh, sức hấp dẫn không cách nào ngăn cản, đáng tiếc chúng ta cùng nhóm độc thân, toàn bộ phải dựa vào nhau. Tưởng thiên lỗi chỉ mỉm cười, liền nghiêng người tới trước, cầm lên một phần tài liệu trong đó, mở ra nói chuyện ra sao trần tuấn nam nghiêm nghị nhìn tưởng thiên lỗi nói trong khoảng thời gian này tổng giám đốc trang không có ở đây chuyện đi cây chúng tôi đang tiến hành giám đốc tài vụ tôi cũng hẹn xong thời gian ăn cơm hai mắt tưởng thiên lỗi phát ra lạnh lẽo trần tuấn nam nhìn tưởng thiên lỗi mỉm cười nói anh thật là quý nhân có cao kiến mượn tổng giám đốc trang lấy được công văn phê duyệt sau đó sẽ dương đông kích tây lần này ở tây âu phái người qua đủ có thể khiến anh ấy có thật nhiều phiền não không về được chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi cười lạnh, nói, đây là cậu ta muốn đi. Kỳ lạ, Trần Tuấn Nam nhìn tưởng thiên lỗi, nghi ngờ nói tổng giám đốc trang luôn là người cẩn thận, cũng phải hiểu, trong khoảng thời gian này là thời kỳ mấu chốt, tại sao có thể vào lúc này đi khỏi. Anh ấy không phải có chuyện gì đặc biệt quan trọng phải làm. Tưởng thiên lỗi bình tĩnh nói, lần này chính cậu ta muốn rời khỏi, đừng trách người. Tìm người chơi cổ phiếu gây chuyện, khống chế giá cổ phiếu hoàn á của cậu ta. Vâng, Trần Tuấn Nam lên tiếng trả lời, lại nói đến một chuyện khác với tưởng thiên lỗi. Ngày hôm qua tôi đang xử lý chuyện này, tôi giống như nghe được một chút phong phanh. Cái gì? Tưởng thiên lỗi hỏi. Trần Tuấn Nam nhìn tưởng thiên lỗi, mình cũng có chút nghi ngờ nói, tôi nghe nói, tổng giám đốc trang cùng thị trưởng trao đổi chuyện gì, hơn nữa nhằm vào thị trưởng phu nhân. Chấm ngoặc kép. Hai mắt tưởng thiên lỗi nhíu lại. Trần Tuấn Nam nhìn tưởng thiên lỗi, nói tổng giám đốc trang làm việc, luôn làm cho người ta không đoán được anh nói lần này anh ấy mua bán cái gì giống như thị trường cũng đang suy nghĩ hơn nữa tổng giám đốc trang vẫn còn ở ba nơi anh quốc nước pháp nhật bản có đất đai bí mật tiến hành mua bán tưởng thiên lỗi nghe lời này hai mắt khẽ xoay tròn có muốn tôi đi điều tra chuyện này một chút hay không trần tuấn nam hỏi ừm um, tưởng thiên lỗi khẽ đáp sau đó lạnh lùng hỏi truyền thông tìm xong rồi Trần Tuấn Nam mỉm cười nói, tìm xong rồi, sau ít ngày nữa, Hoàn Á sẽ nghênh đón mùa đông rét lạnh nhất, có lẽ anh ấy không có cơ hội trở lại nữa. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy, vẻ mặt căng thẳng, lại hiện lên một chút săn giết lạnh lùng. Trần Tuấn Nam còn muốn nói chuyện, lại cảm thấy phòng làm việc có một chút gì đó không đúng, đột nhiên sững sờ, quay đầu, có thể thấy Đường Khả Hinh đã đứng ở bên cửa, không thể tin nổi nhìn vào chương 419, lần đầu tiên nói chia tay. Tưởng thiên lỗi cũng theo ánh mắt khác thường của Trần Tuấn Nam, quay đầu, nhìn thấy đường khả hình đang đứng ở ngoài cửa, ngây ngô nhìn mình, hai mắt anh ngưng tụ, sắc mặt lại bình tĩnh dị thường. Trần Tuấn Nam nhìn hai người bọn họ, ánh mắt ngạc nhiên, lại không dám lên tiếng, im lặng cầm văn kiện, đứng lên, yên lặng đi qua bên cạnh đường khả hình đi ra ngoài. Đường khả hình vẫn cảm giác thân thể có chút trôi nổi nhìn tưởng thiên lỗi, không thể tin được lời nói mới vừa nghe, mặc dù hiểu, có một số việc không thể tránh né. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, không lên tiếng. Đường Khả Hinh nhìn nửa khuôn mặt của anh, giống như nhìn thấy trong tròng mắt anh một chút ánh sáng lạnh lẽo, trái tim chậm rãi buộc chặt, muốn nói gì đó, lại phát hiện không nói được, lặng lẽ xoay người, mới vừa muốn đi khỏi. "Khả Hinh." chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhàng gọi. Đường Khả Hinh dừng bước chân, cúi xuống, không lên tiếng đi vào một chút chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi ngưng mặt kêu nhỏ đường khả hình suy nghĩ một chút nhưng vẫn nắm tờ đơn mới vừa đổi đi nơi khác muốn đi đi khỏi trước tưởng thiên lỗi lập tức đứng lên đi về phía ngoài cửa kéo nhẹ cổ tay khả hình nhẹ nhàng dắt cô đi vào đóng cửa lại đường khả hình đứng dán ở cửa cũng không ngẩng đầu lên tưởng thiên lỗi cúi xuống nhìn vẻ mặt cô nhẹ nhàng hỏi em làm sao vậy đường khả hình suy nghĩ một chút liền ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng nói, anh biết không? Em vẫn luôn chờ tổng giám đốc trở lại, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi dừng lại nhìn cô. Hai mắt đường khả hình xẹt qua một chút tối tăm, nói, mặc dù em cũng biết rõ, anh ấy có thể sẽ không trở về nữa, nhưng em vẫn đang đợi anh ấy. Bởi vì anh ấy là người thầy rất quý trọng trong cuộc đời em, em cũng chứng kiến qua năng lực của anh ấy, sức hấp dẫn từ nhân cách. Chỉ là, ở trong lòng em rất coi trọng anh, cũng rất thưởng thức anh, nhất định phải cùng tổng giám đốc đấu chết sống sao? Là bởi vì như mà tiểu thư sao? Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, gọi to. Thật là như vậy phải không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói nhỏ. Chúng ta đã nói không nói đến người thứ ba. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, nói. Không đề cập tới cũng không đại biểu ở trong lòng anh, chị ấy không quan trọng. Bởi vì em chính tay nghe anh nói, lấy được hoàn cầu chính là ngày anh cưới chị ấy đường khả hinh cao giọng nói tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn cô em mặc kệ chuyện này em chỉ lo lắng chấm ngoặc kép em không muốn trông nom chuyện này tưởng thiên lỗi buồn cười nói vậy em trông nom cái gì trông nom trang hạo nhiên làm thế nào cậu ta đã xảy ra chuyện thì làm thế nào em nhất định rất đau lòng khổ sở em sẽ không sợ anh xảy ra chuyện tưởng thiên lỗi đường khả hinh không thể tin nổi gọi anh chẳng lẽ không đúng sao? Tưởng thiên lỗi tức giận nói, em mới vừa nghe nói anh muốn đối phó cậu ta, em lại phản ứng lớn như vậy. Anh không tin em yêu anh sao? Đường khả hình nhìn anh, lớn tiếng hỏi. Anh tin em yêu anh, nhưng anh không hy vọng em hướng về phía cậu ta. Tương lai, hoàn cầu nhất định là của anh đấy. Em không thể ở cùng cậu ta cả đời, em nhất định phải đứng ở bên cạnh anh. Anh không hy vọng em và cậu ta có liên lạc gì. Chấm than ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi lại lạnh nhạt nói. Vậy bây giờ anh có thể lập tức tách khỏi như mà tiểu thư sao? Đường khả hinh hỏi. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn cô. Hai mắt đường khả hinh trở đỏ bừng. nghẹn ngào nói. Anh đừng cho rằng lúc anh đi gặp chị ấy. Lòng của em không đau. Lòng của em không khó chịu. Nhưng em biết rõ. Đây là quá khứ của các người. Duyên phận khó được. Không thể nào nói đoạn liền đoạn. Tại sao anh không thể hiểu cho em? Xuyên phận giữa em và tổng giám đốc là do anh cho. Anh để cho em học tập với cậu ta, không phải để cho em phát triển quan hệ với cậu ta. Anh nhịn được ít sao, em và cậu ta nằm ở trên một cái giường, anh cũng tin tưởng em. Tưởng thiên lỗi cũng bất đắc dĩ nói. Anh dám nói lúc ấy anh không có nghi ngờ. Đường khả hình tức giận nói. Anh có nghi ngờ, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cũng nói. Đường khả hình sửng sốt nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nhìn ánh mắt cô, lập tức biết mình nói sai, lập tức thu lại vẻ mặt, thở dài một cái, nắm chặt bả vai của cô, cúi xuống bất đắc dĩ nói, được rồi, giữa chúng ta đừng gây gổ. Chúng ta khó được đi tới hôm nay. Chúng ta, chấm ngoặc kép. Đường khả hình lập tức vươn hất tay của anh ra, lạnh lùng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, lại nói, lúc đó, cho dù là ai cũng sẽ hiểu lầm. Chấm ngoặc kép anh và như mà tiểu thư lúc nào mới cắt đứt quan hệ đường khả hinh đột nhiên nhìn anh nhanh chóng hỏi tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô lập tức cắt đứt lập tức em lệnh cho anh sau này cũng không cho phép gặp lại chị ấy chấm than ngoặc kép đường khả hinh cứng rắn ngẩng mặt vô tình nói em đừng như vậy em đã nói thông cảm cho anh mà tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nói hiện tại em không muốn cho anh thời gian một phút cũng không muốn cho anh lập tức cắt đứt quan hệ với chị ấy. Nếu như anh không muốn cắt, em đi tìm chị ấy, công khai chuyện giữa em và anh. Đường Khả Hinh đã bị chọc tức. Đường Khả Hinh, vì Trang Hạo Nhiên, em muốn đối với anh như vậy sao? Tưởng Thiên lỗi lại cao giọng. Em chính là vì anh ấy mới đối với anh như vậy. Như vậy anh đủ hiểu rồi chứ? Em hạn cho anh trước ngày mai, giải quyết xong chuyện như mà tiểu thư. Chấm than ngoặc kép, Đường Khả hình đột nhiên sụp đổ hét to. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cảm thấy tức giận, nhìn cô, cảm xúc bùng nổ nói: Nếu như anh không giải quyết, vậy chúng ta chia tay ngay. Đường Khả Hinh nói xong, đôi tay đẩy mạnh Tưởng Thiên Lỗi, cả người liền xoay người kéo cửa đi ra ngoài. Em dám đi? Tưởng Thiên Lỗi quát cô. ầm chấm than ngoặc kép cửa ầm một tiếng nặng nề đóng lại, rơi xuống bụi bậm. Tưởng Thiên Lỗi im lặng đứng ở trước cửa, nghĩ tới bình thường cô rất yêu mình, rất thuận theo mình một người thật dịu dàng thật dịu dàng, hôm nay lại nổi giận lớn như vậy, anh bất đắc dĩ thở dốc một hơi. Đường khả hình cảm thấy tức giận bừng bừng đi vào thang máy, ngay cả như mặt gọi, cô cũng không để ý tới, phịch một tiếng đóng cửa lại. Như mặt đứng ở đó đầu, ngạc nhiên nhìn đường khả hình mới vừa đi vào còn cười ngọt ngào, lúc đi ra, tức giận bừng bừng như vậy. Cô cảm thấy nghi ngờ, đẩy nhẹ cửa ra, thấy tưởng thiên lỗi cũng một mình, ngồi ở trên ghế salon, quay lưng lại mình, cũng đang hờn dỗi, cô sướng sờ, đang suy nghĩ có chuyện gì. Phòng thư ký hoàn á. Mọi người tán gẫu, tiêu đồng đang cùng mọi người nói đến xì sì căng đan có liên quan một ngôi sao làng giải trí, lại nghe ngoài cửa truyền đến một chàng tiếng bước chân nôn nóng, cô sướng sờ, hơi ngẩng đầu lên, liền thấy đường khả hinh, cả khuôn mặt giống như chôn một đống thuốc nổ, tức giận rầm rầm đi vào, cô đột nhiên mỉm cười, nói, không phải là... Chuyện đến phòng ăn làm việc bị thất bại chứ, cô hối hận, hay người khác không đồng ý. Làm xong rồi, đường khả hình lập tức mở văn kiện ra, lạnh lùng chuẩn bị làm bàn giao. Đồng nghiệp phòng thư ký nhìn cô, nói đùa, làm xong, cô còn tức giận cái gì chứ? Đường khả hình nhớ tới mới vừa gây gổ, đột nhiên cảm thấy chán nản nói, không tức giận gì. Tiêu đồng ở phía sau, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của đường khả hình, liền cao giọng nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, đường khả hình lập tức cầm tài liệu, bỏ toàn bộ vào trong ngăn kéo mới nói mặc dù tôi trở về phòng ăn phụ giúp nhưng tài liệu rượu đỏ và hồ sơ tôi vẫn còn phải nhập cà phê của mọi người mỗi sáng sớm tôi sẽ cố gắng trở lại pha cho mọi người uống tôi có chuyện đi xuống trước cô nói xong người đã đứng lên đi ra ngoài cả văn phòng đều sửng sốt mọi người cũng ngạc nhiên nói cô ấy có chuyện gì vậy tiêu đồng cũng lắc đầu một cái cười nói không hiểu tâm trạng đường khả hình không tốt đi ra thang máy, chuẩn bị đến phòng ăn trình diện, vào lúc này điện thoại di động vang lên, cô cầm lên vừa nhìn, là điện thoại của Tô Thủy Kỳ, cô khẽ mỉm cười, nhận điện thoại, đáp, alo. Chấm ngoặc kép, đang làm gì, bận rộn không, Tô Thủy Kỳ cầm điện thoại di động, mỉm cười hỏi. Không bận, thế nào, rất lâu không có nói chuyện với anh, khả hình mỉm cười nói. Tô Thủy Kỳ mỉm cười tháo mắt kính xuống, dịu dàng nói, bệnh viện chúng tôi có một đầu bếp mới tới, làm một cái bánh ngọt, dùng nước ép cà chua làm, hương vị rất ngon, muốn hẹn em qua đây ăn. Có thời gian rãnh không? Đường khả hình tính toán thời gian một chút, liền mỉm cười nói, hiện tại. Em tới phụ giúp phòng ăn, bây giờ không có biện pháp, đúng 6 chiều giờ tan việc, nhưng em sẽ nói với quản lý một chút, có lẽ khoảng 9 giờ, em đi bệnh viện tìm anh. Tốt, lúc đến đây, cẩn thận chút, Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói ừm đường khả hình cúp điện thoại cảm thấy phiền muộn cầm điện thoại di động lại nhớ tới lúc này nói lời dứt khoát với tưởng thiên lỗi mới hơi động lòng lập tức cứng rắn đi vào thang máy văn phòng tổng giám đốc mấy người lãnh đạo cấp cao khách sạn á châu vẫn ngồi chung một chỗ mở cuộc họp nhỏ tưởng thiên lỗi ngồi ở vị trí tổng giám đốc nhớ tới đường khả hình mới vừa nói hiện tại em không muốn cho anh thời gian một phút cũng không muốn cho anh lập tức cắt đứt quan hệ với chị ấy nếu như anh không muốn cắt em đi tìm chị ấy công khai chuyện giữa em và anh anh cảm thấy phiền muộn nhíu mày cầm điện thoại di động đang xoay tròn không tự chủ rất xuống lãnh đạo cấp cao cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn anh tưởng thiên lỗi vẫn ngồi tại chỗ hơi mất hồn nhớ tới lúc khả hinh đi khỏi bộ dáng tức giận nặng nề thở dốc một hơi tổng giám đốc chấm ngoặc kép đông anh nhìn bộ dáng tưởng thiên lỗi thất thần liền có chút căng thẳng gọi nhỏ Tưởng Thiên Lỗi không có đáp lời, vẫn còn đang nghĩ tới đường Khả Hinh nói, vậy chúng ta ngay chia tay, anh mới còn muốn vươn tay, chống chán, lại thấy mọi người mất hồn nhìn mình, anh sững sờ, hỏi, "Hả?" Chương 420, dỗ dành Đông Anh bất đắc dĩ nhìn anh một cái, liền mỉm cười nói, "Tổng giám đốc, anh có tâm sự?" Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, lập tức hơi nghiêm nghị, ngồi thẳng người, sửa sang tay trang một chút, mới xin lỗi nói, "Thật xin lỗi, hơi suy nghĩ chuyện khác." nói đến đâu rồi giám đốc tập đoàn á châu cầm tài liệu trong tay ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi nói dự án khách sạn dưới nước chúng ta chuẩn bị triển khai dự án cũng bắt đầu liên lạc bộ phận kỹ thuật của tổng công ty để mua hàng phiếu suất khi chuẩn bị thu mua vật liệu nhưng bởi vì lúc ấy tổng giám đốc trang nói trong quá trình triển khai khách sạn dưới nước phải thiết lập quy định thẩm tra nhưng thành viên tham gia quy định thẩm tra hoàn á vẫn không có đưa ra danh sách chúng ta không cách nào ra tay Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, liền bình tĩnh hỏi, "Bên Hoàn Cầu có xác định ứng cử viên không? Hoặc có nghe tin muốn tuyển chọn nhân viên giám sát ở bộ phận nào hay không?" "Tạm thời không có." Giám đốc nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, trong ánh mắt xẹt qua nụ cười không dễ dàng nắm bắt. Trần Tuấn Nam nhìn nụ cười trong ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi, cũng suy nghĩ, muốn cười. "Lưu ý chặt chẽ bên Hoàn Cầu, nhân viên chịu trách nhiệm thành lập quy tắc thẩm tra, nếu như có người liên quan" lập tức báo cáo cho tôi tưởng thiên lỗi nói nhanh vâng giám đốc lên tiếng trả lời mặc dù thị trường đã phê duyệt dự án nhưng tiếp theo chuyện quy định thẩm tra cũng đã để cho chúng ta nhức đầu một mảng lớn đi một bước liền bị người dắt một bước vốn lưu động không tự do sẽ hạn chế nhân viên chúng ta phát huy khá nhiều giống kỹ sư trưởng của chúng ta tưởng văn phong anh ấy đang ở hàn quốc và nhật bản lập kế hoạch trong quá trình thiết kế bản vẽ cần lượng tiền bạc thật lớn những việc này nếu như công khai rõ ràng, đối với chúng ta bất lợi rất lớn. Phó Tổng Giám Đốc cũng phiền não nói. Thấm quân dụ lại nhàn nhạt đáp, chuyện gì đều có lợi, có hại, mặc dù chúng ta hạn chế tự do, cũng ngăn cản một số người, đem quá nhiều tiền bạc của khách sạn, làm điều sai trái. Mượn cách này, đúng lúc cũng nên sửa trị bọn họ một chút. Đừng có vô kỷ luật. Mấy người cấp cao đồng thời không lên tiếng. Trần Tuấn Nam cúi đầu cười. Tưởng Thiên lỗi lại lật một tờ tài liệu, hỏi trong khoảng thời gian này, bên chính phủ có gì hành động gì? Các nơi cũng truyền tới, giống như ủy viên trương nhậm chức cơ hội rất lớn, mà thị trường tần cũng vô cùng có khả năng, hướng đi của thủ tướng xem ra, ông ấy xác định tư tưởng vững vàng là học trò của thủ tướng rồi. Chấm ngoặc kép, giám đốc lại mỉm cười nói. Cuối cùng tôi có cảm giác, chấm ngoặc kép. Trần Tuấn Nam mỉm cười nói, ánh mắt của thị trường không chỉ như thế. Thủ tướng là người rộng rãi, biết có giá tâm cũng sẽ lựa chọn im lặng, cũng vẫn có thể xem là phương pháp an ủi một nhân tài, nhưng thị trường tần là người hết sức ôn nhau lễ độ, thậm chí có lúc cho tôi cảm giác, vì mục đích, khôn khéo đưa đẩy các nơi, tôi không quá tin tưởng anh ta. Chấm ngoặc kép, Trần Phó Tổng nhìn người, ánh mắt rất sắc bén, giám đốc mỉm cười nói, không dám phát biểu ý kiến. Vậy cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Chấm ngoặc kép, Trần Tuấn Nam lại lật một tờ tài liệu, nói chuyện của chính phủ quá phức tạp, đó là người bình thường chúng ta có thể nghĩ ra được. Mọi người đều cười. Hai mắt tưởng thiên lỗi lại ngưng tụ, không nhịn được nghĩ tới tương lai của như mạt. Thấm quân dụ nhìn anh một cái, mới nói tổng giám đốc, về thị trường, chúng ta. Chấm ngoặc kép, tạm thời kềm chế đi, tưởng thiên lỗi chưa nghĩ ra đối sách. Thấm quân dụ không nói thêm gì nữa, chăm chú cuộc họp. Thời gian đến gần giữa trưa. Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều im lặng đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi một mình ngồi ở trên ghế ra, suy nghĩ chuyện của đường khả hinh và như mạt, Trần Tuấn Nam và thấm quân dụ đồng thời im lặng nhìn anh. Còn có việc nói sao? Tưởng thiên lỗi cũng không có nhìn bọn họ. Dự án khách sạn dưới nước, chúng ta bỏ qua thị trường, dùng bất kỳ thủ đoạn, buộc anh ta ký công văn này, sang năm nếu anh ta cách chức, công lao vĩ đại này rất có thể rơi vào trong tay cấp dưới của ủy viên trương, về mặt chính trị, mất hoàn toàn đường sống. Đây cũng là nguyên nhân anh mãi không chịu ký. Mà sự kiện, thủ tướng vẫn không biểu lộ cũng có khả năng là nguyên nhân này. Dưới tình huống này, chúng ta liên hệ với anh ta là không thể rồi." Trần Tuấn Nam mơ hồ nói lên cố kỵ của mình. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng. Trần Tuấn Nam có chút lo lắng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói, "Nếu như vậy, chuyện thị trưởng phu nhân, không phải anh ta đã sớm ra tay?" Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi khẽ xoay tròn, cảm thấy tình hình rất phiền não, để cho anh thở dài một hơi lúc này điện thoại bàn vang lên anh tiện tay nhận tổng giám đốc đã đến giờ dùng cơm với lauren và vitus tiên sinh tiếng của đông anh truyền đến ừ tưởng thiên lỗi để điện thoại xuống nói tiếp trước tiên xử lý xong biên bản cuộc họp hôm nay cuộc sống không thể không có khó khăn nhưng mọi sự vật có hình thành cũng có lúc tháo mở chấm ngoặc kép vâng trần tuấn nam và thấm quân dụ đồng thời gật đầu tưởng thiên lỗi vừa mặc tây trang vừa cài cúc áo Nhìn màn hình điện thoại, do so dự một lát, liền cầm lên, vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho đường khả hinh. Số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ cầm điện thoại di động, nghĩ tới bộ dáng cô thở phì phò lúc này, mới có chút phiền loạn, lắc lắc đầu. Tổng giám đốc tưởng có việc phiền lòng, Trần Tuấn Nam nhìn bộ dáng anh, cố ý cười hỏi. Tưởng thiên lỗi cất điện thoại di động, đi ra ngoài, mới nói, người tuổi trẻ bây giờ, không hiểu chuyện thật nhiều phúc trần tuấn nam nhìn tưởng thiên lỗi cười nói anh nói là vị đường tiểu thư kia sao tưởng thiên lỗi không lên tiếng đi về phía trước tổng giám đốc đại nhân tôi tính tính toán toán anh còn chưa có trải qua chuyện yêu đương chứ trần tuấn nam nhìn tưởng thiên lỗi cười hỏi cái gì gọi là tôi không có trải qua chuyện yêu đương tưởng thiên lỗi nhìn trần tuấn nam hơi cao giọng hỏi không phải sao anh hỏi đông anh xem Trần Tuấn Nam cười nhìn Đông Anh ở sau lưng, nói. Đông Anh đi theo phía sau, cũng đồng ý, cúi đầu mỉm cười. Ở trong mắt mọi người, yêu là như thế nào? Hôm nay tưởng thiên lỗi khó được nói đùa, nhìn bọn họ, hỏi. Gây gỗ, làm hòa, gây gỗ, làm hòa. Tranh đi cãi lại, Trần Tuấn Nam cười nói. Như vậy có ý nghĩa sao? Tưởng thiên lỗi cao mày, tức giận nói. Phốc, Đông Anh không nhịn được cười cho nên nói, anh mới có thể chọc người ta tức giận. Chấm ngoặc kép, Trần Tuấn Nam khó được tìm được cơ hội tổn hại tổng giám đốc ở trên cao, hết sức hài lòng. Thấm quân dụ là người lạnh lùng cũng không nhịn cúi đầu, mỉm cười. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn anh, nói không ra lời. Cô gái trẻ, mặc kệ anh làm chuyện gì, anh cũng nhất định phải nhớ, cô ấy tức giận, sẽ là lỗi của anh. Trần Tuấn Nam không nhịn được cười nói khó được hôm nay cậu nói ra lời rất trí tuệ như vậy. Tưởng thiên lỗi im lặng nhìn anh. Trần Tuấn Nam không nhịn được cười nói, tôi nói rõ rồi, anh đừng trách tôi, là có lần tôi đi thang máy, sau đó vừa vặn đụng phải tổng giám đốc trang, anh ấy đang dậy cấp dưới, nói, mặc kệ đàn ông làm bao nhiêu chuyện, chỉ cần cô gái nhỏ tức giận, thì nhất định là lỗi của đàn ông. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nhìn người này cười vui vẻ như vậy, vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu cậu ta tốt như vậy, đổi đi nơi khác thì như thế nào? Trần Tuấn Nam nhìn vẻ mặt anh không vui, bất mãn mất hứng, sắc mặt thu lại, mới có chút ngượng ngùng cười nói, xin lỗi, nhưng có thể chuyện này cũng hơi đáng tin cậy. Cô gái nhỏ tức giận nha, nhất định phải dỗ dành. Mọi người không biết rõ nguyên nhân cô ấy tức giận, làm sao biết dỗ dành nhất định sẽ tốt. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng đi vào thang máy. Đây không phải là vấn đề lúc này mà. Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian này, Trần Tuấn Nam cùng những người khác trộn lẫn, cũng học một chút trò xấu, nói, mặc kệ là lỗi của người nào, anh nhận sai là được. Đạo lý này ở đâu tới? chấm hỏi ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi nói, vẫn kiên trì nguyên tắc. Không có ý định tiếp thu ý kiến của tôi sao? Trần Tuấn Nam liếc về phía anh nói, tôi không có việc gì, lại phải nói với người ta, tôi sai rồi. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nhìn anh, bất mãn hỏi, chuyện theo đuổi cô gái nhỏ vốn phải hy sinh và trả giá một chút cô nói đúng không đông anh chấm ngoặc kép trần tuấn nam đột nhiên nhịn cười nhìn đông anh hỏi à đông anh ngẩng đầu lên nhịn cười không biết nên nói sao đúng không tôi nói đúng không nếu như có một ngày cô làm sai nhưng hai người cãi nhau cô hy vọng bạn trai của cô nhận lỗi với cô đúng không trần tuấn nam lại hỏi ví dụ à chấm ngoặc kép đông anh liếc về phía vẻ mặt lạnh lung của tưởng thiên lỗi chỉ đành phải miễn cưỡng cười nói nên nên tốt nhất có bó hoa hồng chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi hí mắt nhìn cô nhìn đi cô gái cũng nói như vậy thật ra tranh cái ẩm ý cũng có thể thêm chút tình thú chỉ là anh vẫn muốn kiêu ngạo sẽ không tốt trần tuấn nam tiếp tục trêu chọc anh tưởng thiên lỗi hung ác nhìn anh một cái thang máy đang nhanh chóng trượt xuống cho đến tầng lầu phòng ăn ngựa tôn mới vừa đi ra liền thấy vitus và lauren hai người cũng đồng thời đi ra thang máy, anh mỉm cười, nói với bọn họ hai người tầng lầu, hai vị tiên sinh, có thể trùng hợp như vậy, cùng nhau đi chứ. Hôm nay chúng tôi vẫn ở bộ rượu nói chuyện, Lauren nói xong, liền cùng bọn người tưởng thiên lỗi đi về phía phòng ăn ngựa tôn. Hôm nay Trần Mạn Hồng có hơi bận, nghe nói Tổng Giám Đốc tới, lúc này mới dẫn nhân viên bước nhanh đi ra ngoài, đứng ở bên cửa, đôi tay đặt nhẹ ở bụng, mỉm cười gọi nhỏ Tổng Giám Đốc. Lauren tiên sinh, tiên sinh các vị phó tổng chấm ngoặc kép Ừ tưởng thiên lỗi gật đầu mới vừa muốn đi vào phòng ăn lại dừng ở cạnh cửa nhìn Trần Mạn Hồng nói quản lý Trần sắp đến ngày kết hôn của cô rồi chứ còn một ít thời gian chấm ngoặc kép mặt của Trần Mạn Hồng có chút hửng đỏ nhân sự nơi còn chưa tuyển quản lý mới đến phòng ăn phụ giúp tưởng thiên lỗi thông cảm ngày kết hôn của cô sắp đến còn phải một mình bận rộn Đúng vậy Trần Mạn Hồng nói Tôi nhắc nhở bọn họ nhanh một chút, để cho cô có thể vượt qua hôn lễ thoải mái. Tưởng thiên lỗi nhàn nhạt nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, Trần Mạn Hồng biết ơn cười nói. Gần đây cực khổ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói xong, liền hơi giơ tay, cùng Vitus và Lauren cùng đi vào phòng ăn, đứng ở trước khu vườn đầy hoa bách hợp, hai mắt tưởng thiên lỗi di chuyển nhìn một vòng tất cả nhân viên bên trong phòng ăn đang khiêng bàn tới lui, nghĩ tới cô đã đi đâu. Audio điện tử võ tấn bền. chương 421, để xuống. Cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra. Văn Chi xông tới, nhìn tất cả đồng nghiệp đang nghỉ ngơi, lập tức nói, Tổng Giám Đốc, Lauren Tiên Sinh, cùng Vitus Tiên Sinh đến rồi. Mau dậy đi. Đường Khả Hinh mặc quần áo nhân viên phục vụ màu đen, ngồi ở một bên, ngẩng đầu lên nhìn Văn Chi, kinh ngạc nói, không thể nào. Đúng vậy, quản lý bảo cô mau tới, Trần Văn Chi lập tức nói trái tim của đường khả hình nhảy lên nhìn cô không biết nên làm sao mới phải sáng nay bị vitus mắng xong lời nói còn văng vẳng bên tai cô làm sao vậy trần văn chi nhìn đường khả hình ngạc nhiên hỏi đường khả hình chậm rãi đứng lên không có một chút chủ ý tiểu nhu cũng ngạc nhiên nhìn đường khả hình nói khả hình cô làm sao vậy không phải cô muốn trở về phòng ăn học tập lại sao tại sao còn đứng ở chỗ này đây không phải là một cơ hội tốt sao Phytos tiên sinh đấy. Tôi muốn tới nơi này học tập, cũng không phải muốn lấy lòng ông ấy. Chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút lo sợ, khẽ cắn môi dưới, không biết nên làm sao. Mặc kệ như thế nào, bây giờ cô là nhân viên khu rượu đỏ của phòng ăn, nhất định phải đi qua, nếu như bọn họ cần chuyên gia hầu rượu, chúng tôi mới có thể sai, đi ra ngoài đi. Trần Văn Chi nhìn đường khả hình, gấp gáp nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút do dự, nhanh lên đi, Văn Chi đi khỏi trước. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn cửa ra vào, hai mắt nóng lên, khẽ cắn răng, cất bước đi ra ngoài. Chỗ ngồi cửa sổ sát đất. Lauren và Vitus cùng ngồi một hướng, tưởng thiên lỗi ngồi ở đối diện với bọn họ, được Trần Mạn Hồng phục vụ, mở thực đơn ra, chọn mấy món ăn mới. Vitus và Lauren cũng chọn hai phần món ăn, mới vừa đóng thực đơn lại, thấy đường Khả Hinh mặc đồng phục phòng ăn, cùng trưởng tiếp nhanh chóng đi tới, hết sức quy củ lễ độ hướng về phía ba người, đồng thời không người chào hỏi, gọi nhỏ tổng giám đốc. Hai vị tiên sinh, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình. Hai mắt đường khả hình nhấp nháy, bởi vì ở trước mặt của Vitus, sắc mặt của cô trắng bệch, trái tim nhảy thình thịch, món tay run rẩy, trong đầu hỗn loạn. Vitus trầm ngâm nhìn cô, hai mắt thâm thúy vẫn lộ ra mấy phần nghiêm nghị, sắc mặt cứng ngắc, tuyệt đối làm cho người ta không thở nổi. Khả Hinh, Lauren có chút vui vẻ nhìn đường Khả Hinh, mỉm cười nói, hôm nay cô đến phòng ăn, là hỗ trợ. Hay trực tiếp làm việc. Đường Khả Hinh vẫn căng thẳng thở hổn hển, hai mắt nhấp nháy, không dám lên tiếng. Tưởng thiên lỗi cũng nhìn cô. Lauren tiên sinh, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng mỉm cười nhìn Lauren, cung kính nói, bắt đầu từ hôm nay, Khả Hinh trở lại phòng ăn làm việc ở khu vực rượu đỏ. Hả, tại sao vậy? Lauren thật sự tò mò cười hỏi. Hai mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng nhấp nháy, mới vừa muốn nói. Có phải cô cho rằng, chấm ngoặc kép, Vitus lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, nói, đổi một thân phận là có thể cứu vớt linh hồn của cô hay không? Đường Khả Hinh nghe xong lời này, trong đầu lập tức rối loạn, ánh mắt tối tăm, nói không ra lời. Tưởng Thiên Lỗi có chút đau lòng nhìn cô. Lauren im lặng nhìn Khả Hinh, mỉm cười nói, nói cho chúng tôi biết, tại sao quyết định lựa chọn như vậy? Bởi vì tôi muốn gặp lại mơ ước của tôi chấm ngoặc kép hai mắt đường khả hình ửng đỏ nói lời này vừa nói ra mọi người sửng sốt vitus lạnh lùng nhìn cô hai mắt đường khả hình nhấp nháy thật lòng nói hôm nay tôi đi gặp qua vitus tiên sinh mới phát hiện thì ra tôi có thật nhiều mơ ước thông qua rượu đỏ tham gia cuộc tranh tài thông qua rượu đỏ có cuộc sống tốt hơn thông qua rượu đỏ cho cha mẹ một hy vọng tốt hơn Thông qua rượu đỏ, để cho vết thương của mình trong quá khứ, được yên nghỉ. Chấm ngoặc kép, Vitas tiếp tục im lặng nhìn cô. Nhưng buổi sáng hôm nay, sau khi tôi dứt khoát bị từ chối, tôi mới chính thức hiểu rõ, sở dĩ tôi sẽ bị thương, đó là bởi vì bản thân tôi lo sợ. Đường khả hình thật lòng nói. Lauren nghe lời này, cũng không nhịn im lặng nhìn cô. Vitas vẫn bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt có chút sợ hãi rụt rè. Bởi vì tôi lo sợ. Tôi sẽ mất đi tất cả thứ tôi đã có." Chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình đỏ bừng nói, "Tại sao tôi có thể mang thứ thật lòng yêu thích đi trao đổi với số mạng?" Đối với những người thợ nấu rượu đưa lưng về phía phong cảnh mùa xuân, tôi tin tưởng vào lúc đó, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến cái gì, chỉ quan tâm đến rượu đỏ. Chấm ngoặc kép. Peters tiếp tục lắng nghe. "Nhưng tôi, mới 23 tuổi, tôi gánh nhiều như vậy, tôi làm sao có thể nhẹ nhàng ra trận?" Đường Khả Hinh cũng nói lên nghi vấn của mình. Chấm ngoặc kép, nếu như muốn hiểu đem rượu đỏ, căn bản cũng không có cái gì gọi là tương lai, sự nghiệp, ngày tốt đẹp, tương lai cuộc sống giàu có, mà là một lòng đến gần nó, mặc kệ người khác chấp nhận hay chối bỏ, nhưng người yêu của mình không liên quan đến người khác, yêu như vậy mới có thể dũng cảm tiến tới. Chấm ngoặc kép, cô nói xong, nước mắt lăn xuống. Trong lòng của tưởng thiên lỗi đau nhói, hai mắt lại hiện lên nụ cười cảm động, nhìn cô. Lauren nghe được câu này, đột nhiên mỉm cười, nhìn cô, im lặng gật đầu một cái. Vitus vẫn nhìn cô, hỏi tiếp trang viên nho ở Pháp là như thế nào. Tôi không biết, Đường Khả Hinh nói nhanh, tôi thật sự không biết, tôi hiểu biết vẫn còn rất ít, tôi chỉ là cô gái đứng ở ngoài cánh cửa lớn rượu đỏ, thậm chí một đóa hoa nhỏ ở bên trong, tôi cũng không hiểu. Chấm ngoặc kép. Vitus nhìn cô, hỏi tiếp, vậy cô nên làm như thế nào? Không làm gì cả. Đường Khả Hinh nói. Mọi người sửng sốt nhìn cô. Vitus cũng ngưng mặt nhìn cô. Yêu là được, lúc này Đường Khả Hinh mới nói ra này câu rất chắc chắn, đột nhiên hai mắt thoáng đỏ bừng, nghẹn ngào nói, lúc tôi. Còn nhỏ, thích rượu đỏ, cũng bởi vì tình yêu. Lúc đó, không có cái gì gọi là tranh tài, cũng không có cái gì gọi là được mất, cũng có thể ở dưới ánh mặt trời, nếm được hương vị ngon nhất trong đời tôi. Bởi vì hiện tại tôi gánh quá nặng, cho nên chấm ngoặc kép, nước mắt của cô lăn xuống, nói cho nên, mùi vị tôi nếm được đã biến chất, đó không phải là mùi vị của chính tôi. Sinh mạng vốn rất nhẹ, bởi vì linh hồn, vốn không nặng. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều im lặng. Hai mắt Trần Mạn Hồng lại không khỏi xẹt qua đỏ thắm. Rượu đỏ muốn nói cho chúng ta biết, muốn trung thành với linh hồn của mình, phải để xuống tất cả. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lại nghẹn ngào, khẳng định nói, hai ngày nay tôi đã nói chuyện phiếm cùng ngài, tôi phát hiện thì ra thế giới của tôi, gánh nặng rất nhiều rất nhiều thứ không cần thiết, tôi phải học được. Để xuống, như vậy mới không làm thất vọng linh hồn của mình. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn chằm chằm đường khả hinh. Hai mắt Lauren cũng xẹt qua một chút ướt át cùng khen ngợi nhìn đường khả hinh. Tại sao trong khoảng thời gian ngắn, có thể hiểu được nhiều như vậy? Vitus nhìn đường khả hinh, lại nghiêm nghị hỏi. Cuộc sống đáng quý ở suy nghĩ, đó mới là thứ quan trọng nhất trong đời. Đường Khả Hinh lại căng thẳng nói, sau khi nói xong, nước mắt lớn bằng hạt đậu lăn xuống. Cho nên cô trở lại nơi này, Vitus hỏi nữa. Không, bởi vì hình thức, căn bản cũng không quan trọng, nơi này không phải khởi điểm của tôi, cũng sẽ không là điểm cuối của tôi, tôi chỉ muốn cho mình trải qua các loại phương thức để tới gần nó. Thật ra hiện tại tôi mới hiểu được, những người thợ nấu rượu ở hầm nấu rượu có thể chọn cả một đời, bọn họ cũng không có nếm được mấy loại rượu đỏ, nhưng bọn họ nếm được mùi vị mà nhiều người trên thế giới không cách nào sánh được, điều này gọi là duy nhất. Nếu như chúng ta muốn hiểu được rượu đỏ, sẽ phải hiểu mỗi loại rượu đỏ đều là duy nhất trên thế giới. Như vậy mới hiểu được tôn trọng, chấm chấm than ngoặc kép, hai mắt đường khả hình xẹt qua ánh sáng đặc sắc, nghẹn ngào nói. Kế tiếp cô muốn làm gì? Vitus hỏi tiếp. Hưởng thụ sự rốt nát hiện tại của mình, cảm ơn ngài nói cho tôi biết, tôi ngu ngốc. Để cho tôi bước về phía bầu trời rộng lớn hơn, để cho tôi hiểu, so với quá khứ của mình là ngu ngốc, để cho tôi tràn đầy năng lượng. Bởi vì tôi có thể ở trong thế giới rượu đỏ, dốc hết cả đời. Thử nghĩ cuộc sống, còn có cái gì so với tìm được với kiến thức, làm cho người ta sôi trào. Chúng ta vẫn ở bên trong ham học hỏi, lớn lên. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lại nói rất chắc chắn. Lauren kinh ngạc nhìn đường khả hình, Đột nhiên mỉm cười, nói, đứa nhỏ này. chấm ngoặc kép. suốt cuộc trên mặt Vitus ngưng trọng. Đường Khả Hinh vẫn run rẩy căng thẳng, nói xong, lúc này trở nên nhẹ nhõm. Tưởng Thiên Lối cũng không nhịn được mỉm cười, nhìn Đường Khả Hinh. Vitus, chấm ngoặc kép. Lauren cũng không nhịn được nhìn Vitus, muốn xin cho Khả Hinh. Vitus không lên tiếng, chỉ đưa thực đơn cho Đường Khả Hinh nói, tôi chọn mấy món ăn này, cô muốn chọn cho tôi rượu như thế nào? Đường Khả Hinh vừa nghe, lập tức căng thẳng nhận lấy thực đơn món ăn trên máy vi tính dưới mặt bàn, trứng cá muối hoàng kim, rau cải xào tôm hùm dầu ô lưu, lưỡi vịt nướng muối. Cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn ông kinh ngạc cười nói, mời ngài chờ, tôi lập tức đến kho rượu chọn. Cô nói xong, lập tức đi đến kho rượu, thật căng thẳng, ở trong khoảng thời gian ngắn, kích động mà vẻ mặt run rẩy nhìn giáo giác, qua hơn 10 phút, căng thẳng, thậm chí chán suốt mồ hôi, mới chọn một chai rượu đỏ lá pi 590 quý giá, xoay tròn ở trong tay, suy nghĩ một chút, mới khẳng định đặt nó ở xe thức ăn lên, vẻ mặt căng thẳng đẩy đi ra, không ngờ, khi cô mới vừa tính toán thời gian, ướp lạnh rượu trắng vừa đúng lúc, đi ra ngoài thì nhìn thấy trên bàn ăn bọn Lauren đặt một lò lửa nho nhỏ, phía trên để một mâm thủy tinh chịu nhiệt độ. Trong mâm đựng Riesling bình thường, trong chai là Riesling. Cô sửng sốt. Phan Chi đã cầm cái bật lửa lên, đốt lò lửa nho nhỏ trên bàn, ngọn lửa màu xanh lam sáng lên, sau đó đem cái đĩa chanh đã cắt gọn, nhục quế, tai vị, đường cát quấy cho đến khi rượu sôi lên. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Đường Khả hình trợn tròn mắt, nhìn mâm rượu đỏ. Lauren thấy nét mặt của Đường Khả hình, lập tức cười to, nói: Nếu như nói yêu rượu đỏ, muốn đến gần nó, như vậy. Vào lúc này, tôi đang cùng một vị tiểu thư xinh đẹp đang làm tiếp xúc thân mật. Khả Hinh, bởi vì cô để xuống, cho nên thắng được bài học thứ nhất rất đặc sắc. Chấm ngoặc kép. À, đường khả hình vẫn có chút không hiểu. Trần Mạn Hồng nhìn con bé này, bật cười nói con bé ngốc, còn không qua đây cảm ơn Vitus tiên sinh. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn không hiểu. Vitus vẫn nghiêm mặt, ngồi ở đầu đó không lên tiếng, nhưng rượu đỏ trước mặt đã sôi lên. Mau tới đây, lúc này Vitus tiên sinh nói muốn dẫn cô trở về cao ốc bộ rượu. Chấm than ngoặc kép. Trần Mạn Hồng vui vẻ nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Vitus, hai mắt lập tức đỏ bừng, trong lúc nhất thời, đầu óc rối loạn, không biết nên làm sao, nhớ tới hai ngày nay khổ sở và dần vặt, vẫn có chút không dám tin tưởng nói thật. Có thật không? Thật, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lại vui mừng cười nói. Đường Khả Hinh cười, nước mắt từng viên lăn xuống, đi tới trước mặt của Vitus, kích động khom lưng vui vẻ nói cảm ơn ngài. Tôi nhất định sẽ cố gắng ở trong phòng ăn tiếp tục làm việc, đối mặt với khách. Cố gắng học tập với ngài thật tốt. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ cố gắng. Cảm ơn ngài, chấm than ngoặc kép. Vitus vẫn không lên tiếng, trong ánh mắt lại hiện lên nụ cười. chương 422, ngủ quáng. Sau khi bọn người Vitus đi, đường khả hinh nhanh chóng đi tới bàn rượu đỏ đun sôi, mang theo vài phần nghi ngờ nhìn tranh ở phía trên, nói không thể nào. Như vậy cũng có thể ăn, Mới vừa rồi Lauren nói, đây là bài học đặc sắc. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền cầm muỗng lên, múc một chút rượu đỏ, nhớ lại lời của Vitus, không có ly thủy tinh xinh đẹp, chỉ dùng sức thô sơ sâu lắng, lại trong lòng tò mò, nếm thử một ít rượu đỏ dư lại còn hơi ấm, khi tiếp xúc được chút rượu này, ánh mắt của cô sáng lên, một hơi rượu ấm áp, nhanh chóng lan khắp toàn thân của mình, giống như dòng nước ấm dịu dàng, truyền đến một chút cảm động. Cô cầm chặt cái muỗng rất vui mừng cắt nửa miếng tôm hùng tưởng thiên lỗi ăn còn dư lại này trần mạn hồng lập tức muốn ngăn cản cô cô lại nếm thử một miếng ở trong miệng nhai khẽ không nhịn được cầm cái muỗng nhỏ nếm thử một chút rượu đỏ nóng tản ra một mùi vị nồng nặc thôn quê thậm chí lộ ra một chút mùi cúc dại xinh đẹp cô vui vẻ nở nụ cười cảm động đây chính là bài học thứ nhất cô đè nén xúc động mới phát hiện ra trong thân thể mình tràn đầy một loại cảm động thật sâu để cho cô vui vẻ lập tức xoay người, chạy thẳng tới phòng bếp. Đám người Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu kinh ngạc nhìn cô, đang suy nghĩ cô muốn làm gì. Đường Khả Hinh đi thật nhanh vào phòng bếp, lão đầu bếp đang vất vả nấu nướng, kêu to ông ngoại ơi. Cô luôn gọi như vậy. Lão đầu bếp cầm một củ cà rốt nhỏ trong tay, ngạc nhiên quay đầu nhìn cô, khàn khàn hỏi, thế nào? Không phải đã nói rồi sao, mấy con bé chết tiệt này không thể vào phòng bếp sao? đường khả hình đột nhiên mỉm cười nhìn ông thật lòng nói hôm nay tôm hùm ăn rất ngon ăn rất 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 ngon lão đầu bếp không nói lời nào nhìn cô thật giỏi chấm than ngoặc kép đường khả hình nhìn ông lại chớp mắt to cười duyên dáng rạng rỡ nói mấy đầu bếp cũng tò mò quay đầu nhìn đường khả hình cực khổ đường khả hình xoay người chớp mắt một cái đột nhiên cười thoải mái lúc này mới hiểu được ý nghĩa chính thức để xuống đây là một loại chính thức để xuống, bao gồm khuôn mặt mình bị phá hủy, cha ở trong nhà giam, còn có người mẹ làm lao công quét đường, còn có những thứ trách nhiệm nặng nề trên người, tất cả đều để xuống, cô đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn biển rộng mênh mông, đột nhiên thở dài một hơi, cảm giác tràn đầy năng lượng, thật vui vẻ cười lớn. Tưởng thiên lỗi và Lauren đi ở giữa đường, nói đến đường khả hình. Bởi vì con đường rượu đỏ trong tương lai, đứa bé gái này không nghĩ ra khó khăn, Khó khăn nhất vượt qua trước mặt chính là tranh tài rượu đỏ lần này. Cô ấy mới 23 tuổi, nhất định có tư tưởng được mất, nếu như trong quá trình này, tâm trạng không buông lỏng, đánh tan toàn bộ vinh dự và quan hệ lợi hại có liên quan quá khứ của cô ấy, nhắc nhở cô ấy hướng thẳng về rượu đỏ, vào lúc này cô có thể gặp khó khăn, không phấn chấn. Phải biết, nghề nghiệp của cô ấy trong tương lai sắp đối mặt với rất nhiều cám dỗ, có vài người có thể dùng sự cám dỗ đi làm nhiều chuyện anh ta muốn làm nhưng khả hình cũng không phải người như vậy cho nên lúc này Vitas nhất định phải cho cô ấy một dậy dỗ sâu sắc quên hết mọi thứ như vậy tâm hồn mới có thể lắng động rất có lợi với cuộc so tài dù sao thành công cần phải có một trái tim nhiệt tình và đơn thuần chấm ngoặc kép Lauren mỉm cười giải thích tưởng thiên lỗi nghe nói như thế lại cười nói nếu như cô ấy không có thông qua được khảo nghiệm của Vitas thì sao Lauren nghe khẽ mỉm cười nói cô ấy có thể mất đi một vùng trời đất khổng lồ. Thật sự là trong tầm đạn pháo, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cũng đổ mồ hôi hột thay cho khả hình. Lauren cũng cười to, nói khảo nghiệm là nhất định không phải sao. Mỗi người chúng ta, ở trong cuộc sống, mỗi ngày đều sẽ đi qua tầng tầng khảo nghiệm. Tưởng thiên lỗi suy nghĩ những lời này, cũng gật đầu đi về phía trước. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Lauren có chút bội phục nhìn tưởng thiên lỗi, thật lòng nói, ở trong chuyện này, rõ ràng nhìn ra tổng giám đốc tưởng quá quan tâm khả hình rồi. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi mỉm cười nhìn ông. Ngài biết rõ, tổng giám đốc Trang là học trò cưng của Vitus, cũng rất khát vọng cô ấy được hiểu, đồng nhất phân tâm, không phải mỗi người cũng có thể làm được. Lauren khen ngợi nói, tưởng thiên lỗi lại mỉm cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước, mới bất đắc dĩ nói, đối mặt với rượu đỏ, chúng ta là người phàm tục, ở trước mặt cô ấy, tôi cũng thế. Chấm ngoặc kép, Lauren cười lớn, lá phong nhẹ nhàng bay bay, làm đỏ rực cả góc trời, ánh nắng mùa thu lại một lần nữa chiếu sang rực rỡ trên mặt đất, hình ảnh lãng mạn, cảm động lòng người. Buổi chiều, tòa nhà bộ rượu, đường khả hình đã nói với Trần Mạn Hồng xin nghỉ, vẫn mặc đồng phục nhân viên phục vụ, cầm tài liệu và bản ghi chép, đứng ở trước tổng công ty hoàn cầu, ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời khúc xạ ở dưới tầng lầu huy hoàng, nghĩ tới nơi này, rốt cuộc chứa trí tuệ bao nhiêu người. Cô không suy nghĩ nhiều, cất bước đi vào đại sảnh hoàn cầu, lên quầy tiếp tân nói rõ mục đích đến, thấy bên cạnh đi qua một số chuyên gia hầu rượu nước ngoài nào đó, trên mặt của bọn họ tràn đầy nụ cười nhiệt tình, đi ra ngoài. Cô mỉm cười nhìn bọn họ. Một người Pháp trẻ tuổi, nhìn Khả Hinh, đá long nheo với cô. Đường Khả Hinh không nhịn được phì cười, lại cầm tài liệu, bước nhanh đi vào thang máy, thang máy thẳng vọt lên tầng lầu bộ rượu lại đến chỗ ngày hôm qua so với cô gái nhỏ lo sợ ngày hôm qua hôm nay đường khả hinh đầy tự tin ôm tài liệu đi ra thang máy nhanh chóng đi tới phòng làm việc của vitus nhìn thấy mộng đình đứng ở bên cửa đang dịu dàng mỉm cười nhìn mình chào cô đường khả hinh lộ ra nụ cười động lòng người cung kính gật đầu với mộng đình nói nhỏ chào cô khả hinh chấm ngoặc kép mộng đình có chút an ủi và thán phục gọi cô mới mỉm cười nói, mới vừa rồi Lauren tiên sinh đã dặn dò, không cần thông báo, trực tiếp gõ cửa vào thôi. Tốt, đường khả Hinh lên tiếng trả lời, mới vừa muốn tiến lên, vươn tay, gõ nhẹ cửa. Cửa mở ra, Vitus nhanh chóng đi ra, nói, đi theo tôi. Đường khả Hinh sững sờ, quay đầu, nhìn ông đã nhanh chân đi về phía trước, cô lập tức đi theo, nhẹ nhàng hỏi, đi đâu? Vitus không nói lời nào, mà bước nhanh đi về phía trước, Đi qua đại sảnh bộ rượu, xoay người đi về phía một đầu cuối hành lang thật dài, đi tới trước một cánh cửa màu trắng, dùng mật mã mở cửa, nhanh chóng đi vào. Đường Khả Hinh nhìn mọi thứ bên trong hết sức u ám, có chút tò mò. "Vào đi." Tiếng của Vitus truyền đến. Đường Khả Hinh sững sờ, đôi tay ôm chặt tài liệu, chậm rãi đi vào không gian u ám, ở phía sau cửa chậm rãi đóng lại. Xung quanh, ánh đèn sáng lên giống như đom đóm. Cô kinh ngạc nhìn thấy tất cả loại rượu đỏ mình chưa từng gặp qua, đặt lộn xộn, hoặc đứng thẳng, hoặc nằm ngang, hoặc đặt ở nơi đầy bụi, khắp các nơi. Vitus giống như thân sĩ kiêu ngạo, đứng ở trước một chai rượu đỏ Bocitis Alpai quý giá, nhanh chóng lưu loát nói, hiện tại Trung Quốc nhập khẩu rượu đỏ, 90% đến từ nhà máy lớn, trên thế giới và quốc nội, người yêu thích rượu bia lại càng không thiếu. Nhưng ở Pháp, hàng năm, nhà máy rượu tư nhân đoạt được huy chương cũng không ít, bọn họ cũng nghĩ tới, thử tiến vào thị trường Trung Quốc, nhưng nhãn hiệu quá nặng. Cho nên rượu đỏ cô uống được cũng chỉ là loại rượu nổi tiếng đã bị dán nhãn, lại càng ngày càng thiếu hụt tự do và linh hồn rượu, mà những thứ rượu đỏ thượng đẳng, cô uống ra mùi vị gì trong đó. Vừa diễu cợt, diễu cợt người, diễu cợt thế giới. Đường khả hình không lên tiếng. Vitus quay đầu, tay nhẹ cầm một chai rượu chứa trong chai cắt đen bóng, nói nhanh, chai rượu này, trôn giấu ở một hầm rượu nhỏ, Lâu đến 100 năm, trải qua hai đời người chờ đợi, cô có thể hiểu tình cảm của thợ nấu rượu lúc ấy. Đường Khả Hinh vẫn im lặng. Không hiểu, bởi vì cuộc sống cô trải qua còn quá ít, khi cô hiểu được càng lúc càng nhiều, cô sẽ phát hiện mình càng ngày càng nhỏ bé, thậm chí sẽ nghi ngờ mình. Cô có thể chiến thắng loại tâm lý này sao?" Vitus hỏi. Đường Khả Hinh trịnh trọng ngẩng đầu lên, nhìn ông nói, "Tôi sẽ cố gắng." Vitus nghe nói như thế, hai mắt hiện lên một chút hài lòng, nhưng tay đã đeo lên bao tay trắng, cầm một chai rượu đỏ 100 năm, lấy dao nhọn, lưu loát đâm vào. Ai, đây chính là trăm năm, chấm ngoặc kép chấm. Một chuyên gia hầu rượu muốn điều khiển một chai rượu ngon sẽ phải hiểu, đây chỉ là một chai rượu mà thôi. Ngay cả chút dũng khí này cô cũng không có. Vitus trong chớp mắt đã mở chai ra, nhanh chóng đi về phía tủ rượu, lấy ra bình giải rượu hình tròn, ánh mắt sắc bén, ở dưới ánh sáng ngọn đèn nhỏ, rót dịch rượu vào trong ống thủy tinh. Một mùi thơm hoa hồng nồng đậm có chứa hơi thở lịch sử, kèm theo đau thương nặng nề, tràn ngập cả kho rượu. Đường khả hình không nhịn được ngẩng đầu lên, giống như thấy được mùi hương này tràn ngập toàn bộ không gian, cô rất muốn nếm. Thu hồi tâm trạng của cô, Vitus nói nhanh. Đường khả hình sửng sốt. Cảm xúc phát huy quá nhanh, cô còn có hơi sức nào, đi theo dịch rượu tan dần. Vitus vừa rót rượu đỏ, hai mắt sắc bén, vừa nói. Đường khả hình chậm rãi nhìn ông. Người có khứu giác càng ưu tú, càng phải quý trọng quà tặng của Thượng Đế, bởi vì cô sử dụng quá đáng, ngược lại sẽ khiến cho nó bị quá mức, bắt không được hương vị, giống như cô mới vừa ngửi được hương hoa hồng, đây là giả. Vitus nói, giả, đường khả hình ngạc nhiên nhìn ông. Giả, chấm than ngoặc kép, Vitus không nói ra. Hai mắt đường khả hình chợt lóe, theo bản năng ổn định bản thân mình, từ từ thu lại vị giác, lại ngửi được một mùi hoa lan, hoa nho, lá bạc hà, tan ra. Cô có chút giật mình nói trong này có trộn lẫn nhiều thành phần. Chấm ngoặc kép. Học tập rượu đỏ, bài thứ nhất. Không nên theo đuổi thành phần rượu đỏ, bởi vì kết hợp, nó cũng chỉ là một mùi vị. Vô số trường học rượu đỏ đều tôn sùng quá nhiều hình thức này. Đây là sai lầm. Bất kỳ loại rượu đỏ nào lúc kết hợp, quan trọng là linh cảm của thợ nấu rượu thành phần hợp thành không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì hôm nay bọn họ muốn pha rượu, chỉ là rượu hôm nay, có thể ngày mai theo tâm trạng biến hóa, nó cũng không còn. Cho nên, cô đừng mù quáng tôn sùng học được trong quá khứ, phải dũng cảm nói lên chất vấn. Vitus nói nhanh. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức gật đầu. Vitus theo thời gian giải rượu, liền nhanh chóng cầm hai ly màu đen, dọc theo mép ly, xoay tròn 360 độ, rót hai ly rượu, cầm lên một ly nhìn đường khả hình đường khả hình cũng nhìn ông không phải sợ tới đây vitus nhìn cô nhanh chóng nói đường khả hình nghe xong ngay lập tức lúc chuẩn bị xong tâm trạng đi tới trước mặt của ông nhẹ nhàng bưng ly rượu đỏ cảm giác rượu dần dần theo thời gian trôi qua tỏa ra mùi thơm khác nhau mùi gỗ đồng trong rừng rậm cổ giọt xương trên cỏ xanh thậm chí có chứa một chút mùi nấm thông cô theo bản năng còn muốn truy tầm thành phần kết hợp dịch rượu tôi nói rồi đừng hỏi tới thành phần của nó. Vitus nhìn cô, nói nhanh. Vâng, cạn ly, chấm than ngoặc kép, Vitus dơ về phía cô. Đường khả hình cũng bình tĩnh tâm trạng nâng ly về phía ông, nhưng trong lòng vẫn bành trướng. Đây chính là rượu đỏ trải qua hai đời người, trái tim của cô đập thình thịch, mới vừa muốn uống ly rượu đỏ kia. Trong chớp mắt, Vitus cầm rượu đỏ trong tay cô, hắt xuống đất. A, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn dịch rượu, kinh hoàng kêu to. Lãng phí, Vitus uống cạn sạch rượu đỏ trong ly, liền cầm bình giải rượu, đi ra ngoài. Vitus tiên sinh, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn bóng lưng của ông, kêu nhỏ. Cửa, phịch một tiếng, đóng lại. Đường khả hình ngây ngốc đứng ở trong phòng, chương 423, buông lỏng. Vitus nhanh chóng đi về phía trước. Đường khả hình đi theo ở phía sau, nhìn ông, căng thẳng nói, Vitus tiên sinh. Vitus cũng không nói lời nào, trực tiếp phịch một tiếng, đóng cửa chặt kín. Ai, đường khả hình bất đắc dĩ gấp gáp đứng ở trước cửa, không biết nên làm sao. Mộng Đình mỉm cười từ phòng thư ký, đi ra, nhìn đường khả hình nói, đường tiểu thư, thời gian Vitus tiếp khách đã qua, mời ngày mai lúc này, trở lại. Ngày mai lúc này, tôi còn có thể tới nữa sao? Đường khả hình cũng đã bị dọa sợ rồi, nhìn Mộng Đình, có chút căng thẳng hỏi. Dĩ nhiên có thể, Mộng Đình khẳng định với cô, cười nói chỉ là đừng tới trễ. Vitus tiên sinh, không thích người khác tới trễ. Ồ, oh, chấm ngoặc kép, đường khả hình chỉ đành phải đáp lời, chậm rãi xoay người đi khỏi, nghĩ tới vẻ mặt đột nhiên quyết định mới vừa rồi của Vitus, cô rất ngạc nhiên, nhưng lại không cách nào nghĩ ra. Trần chọc suy tư, đường khả hình đã trở lại phòng ăn ngựa tôn. Trần Mạn Hồng đang bận rộn trong phòng ăn, lại thấy đường khả hình trở lại, liền ngạc nhiên hỏi trở về sớm như vậy. Phải, chấm ngoặc kép đường khả hình mỉm cười nói cô trở lại vừa đúng lúc trần mạn hồng không có thời gian nói nhảm gấp gáp nói với cô nhanh vào phòng bếp lấy rượu hoa hồng lão đầu bếp đích thân trưng cất đem cho tôi uống một hớp gần đây khẩu vị tôi nhàn nhạt, nhạt không biết chuyện gì trần mạn hồng bận rộn từ buổi sáng đến hiện tại miệng khô lưỡi khát tốt đường khả hình lập tức xoay người đi ra phòng ăn đi tới phòng bếp không ngờ vừa muốn đẩy cửa phòng bếp ra lại thấy lão đầu bếp đang đứng trước nồi nước sôi, nhìn một đầu bếp trẻ run run rẩy rẩy, tức giận mắng to, đồ vô dụng. Bảo cậu cầm chai trứng cá muối, cũng hoảng sợ đến tay run, tương lai làm sao cho cậu nấu món chính. Đầu bếp trẻ không dám lên tiếng, chỉ thật cẩn thận cầm một cái chai màu nâu sậm, đưa đến trước mặt lão đầu bếp. Lão đầu bếp lập tức đoạt lấy chai, giữ trong lòng bàn tay, nhanh chóng mở nắp, cầm cái muỗng vàng đã khử trùng, nghiêng người, nhẹ nhàng đổ ra một chút trứng cá muối hoàng kim rãi lên thịt cua kiểu Pháp, nhanh chóng đậy nắp chai, để trước bàn, khàn khàn nói, cất đi. Sư phụ, cẩn thận, đầu bếp trẻ nhìn lão đầu bếp, gấp gáp nói, chai nhỏ này là 120 ngàn. Lão đầu bếp nghe xong lời này, liền cau mày lắc đầu nhìn anh, nói, không có tiền đồ, không có tiền đồ. Không phải là một chai trứng cá muối sao, thứ này trong phòng ăn không bao nhiêu tiền, đi đi đi, vô dụng đầu bếp trẻ nghe vậy liền lầu bầu cầm chai trứng cam muối xoay người đi vào kho đông lạnh lão đầu bếp vừa muốn bảo người bưng món ăn liền nhìn đến đường khả hình đứng ở bên cửa liếc mình ông nhíu chặt mày nhìn cô nói cô đứng ở bên ngoài giả bộ cái quỷ gì đã nói bao nhiêu lần những người này không phận sự không nên vào phòng bếp làm dơ tôi đánh gãy chân trần mạn hồng đường khả hình đột nhiên mỉm cười nhưng vẫn thật cẩn thận đi tới nhìn lão đầu bếp nói, quản lý Trần bảo tôi là đi vào tìm ông muốn nếm thử rượu hoa hồng một chút, gần đây khẩu vị cô ấy bị nhạt. Lão đầu bếp vừa nghe, liền xoay người, ở trong tủ lạnh, lấy một chai rượu trái cây, nói uống cái này. Quản lý cần là, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhẹ nhàng muốn lên tiếng. Tôi nói cô ấy uống cái này thì uống cái này, chấm than ngoặc kép, lão đầu bếp nhìn cô, khàn khàn quát một tiếng. Đường khả hình giật mình, có chút hoảng sợ nhận lấy chai rượu trái cây trong tay ông, không dám lên tiếng. Một đứa, hai đứa, nhát như chuột. Lão đầu bếp nói xong, lập tức xoay người bận rộn. Đường Khả Hinh nắm chai rượu trái cây, nhìn bóng lưng lão đầu bếp, im lặng một lúc, mới xoay người đi khỏi, đi vào phòng ăn. Còn nghĩ quản lý muốn uống rượu hoa hồng, lão đầu bếp lại đưa chai rượu trái cây. Cô đang lầm bầm, đi vào phòng ăn, thấy Trần Mạn Hồng đang đứng ở trước mặt hai vị khách người Anh mỉm cười chân thành lắng nghe ý kiến của khách nghe rất thành khẩn liền cười ngọt ngào gật đầu cô nhìn thấy đường khả hình đi tới liền nói xin lỗi với khách đã đi về phía đường khả hình đường khả hình có chút lo sợ dơ rượu trái cây nhìn trần mạn hồng nói lão đầu bếp bảo chị uống cái này chấm ngoặc kép ưng ừ, trần mạn hồng lập tức cầm lấy chai rượu liền trực tiếp rót vào miệng đường khả hình kinh ngạc nhìn trần mạn hồng nói chị thật uống sao tôi còn tưởng rằng chị sẽ tức giận Chấm ngoặc kép, tại sao tức giận, Trần Mạn Hồng lại uống một hớp lớn, nói, dù sao vào phòng bếp, tôi phải nghe ông ấy. Đường khả hình im lặng nhìn Trần Mạn Hồng, trong đầu có chút suy nghĩ dần dần rõ ràng. Cô còn đứng ý làm gì, Trần Mạn Hồng nhìn bộ dáng cô, trực tiếp nói với cô, làm việc đi. Đường khả hình nghe, nhìn Trần Mạn Hồng chầm chầm, đột nhiên có cảm giác tỉnh ngộ, cười thật vui vẻ. Trần Mạn Hồng sướng sờ nhìn vẻ mặt đường khả hình đột nhiên sững sờ, nói con bé này, làm sao rồi? Đường khả hình lại cảm thán cười. Bàn số 2 cần rượu, Trần Văn Chi đột nhiên đi tới nói. Đường khả hình nghe vậy, lập tức mỉm cười cầm menu rượu, nói, vâng. Tôi lập tức đi qua. Trần Mạn Hồng ngạc nhiên nắm chai rượu trái cây, quay đầu nhìn đường khả hình cầm thực đơn, nhìn khách mỉm cười, lễ phép nói nhỏ, quý khách, xin hỏi ngài cần rượu như thế nào? Một đôi tình lữ cùng mỉm cười nhìn cô, nói hôm nay là ngày tròn một năm chúng tôi kết hôn có thật không đường khả hình nghe vậy vui vẻ nhìn hai người bọn họ vui vẻ ngọt ngào mỉm cười nói chúc mừng mong hai vị ngọt ngào mãi mãi cảm ơn người vợ có chút xấu hổ mỉm cười nói phòng ăn của các cô có loại rượu nào uống tốt người chồng ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình mỉm cười hỏi rượu tại phòng ăn chúng tôi rất đa dạng nhưng nếu hương vị không phù hợp bữa ăn của hai vị Chúng tôi còn có thể từ trong hầm của khách sạn, chọn lựa loại rượu thích hợp, chỉ là, trước khi chọn rượu, mời cho tôi xem thực đơn của hai vị được không?" Đường Khả Hinh mỉm cười hỏi. "Tốt, người vợ hết sức vui vẻ gật đầu." Đường Khả Hinh nhẹ nhàng cầm menu điện tử đặt trên bàn, nhìn tất cả hình ảnh món ăn đã được khách chọn, ngón tay cô nhẹ nhàng trượt trên màn hình, xem tất cả món ăn, tôm xào tỏi ớt, thịt ba chỉ cuốn rau củ nướng, gan ngỗng pháp hấp rượu hoa điêu, cá tuyết chiên giòn. Cô mỉm cười buông tay rời màn hình điện tử, nhìn hai người mỉm cười nói, xem ra hôm nay tâm trạng của hai vị thật là ngọt ngào và hưng phấn, chọn lựa món ăn, màu sắc tươi, mùi vị vừa phải. Chấm ngoặc kép, hai vợ chồng cùng nhau mỉm cười. Đường khả hình nhìn thấy bọn họ rất vui vẻ, mình cũng khẽ mỉm cười, nói tiếp, thật ra chọn lựa rượu đỏ, tùy thuộc vào tâm trạng, mà theo trình tự ra món ăn của đầu bếp chúng tôi, nhất định sẽ đưa lên trước cho hai vị bánh mì sấy khô, rồi đến món chính thức tôm xào tỏi ớt và gan ngỗng pháp hấp rượu hoa điêu, tôi đề nghị hôm nay hai vị chọn trước chai Camino Real Garnacha 59, đây là một loại rượu đỏ có tính ôn hòa, lại có thể phát ra vô số mùi hoa và mùi trái cây, lúc đầu tôi thưởng thức loại rượu đỏ này. Còn đang suy nghĩ, có phải tâm trạng của người thợ nấu rượu cũng ngọt ngào như hai vị lúc này, mới có thể ủ ra một loại rượu lãng mạn như thế hay không? Hai vị khách cùng cười ngọt ngào. Camino Real này là giống nho gì? người vợ tò mò hỏi. dịu dàng của Cabernet Franc và có mang một chút bá đạo của mưa lâu. Đường khả hình cố ý nhịn cười nói. hai vợ chồng cùng nhau cười. rượu Camino Real luôn mang cho người khác một loại cảm xúc trầm lắng nhưng lại phong phú tình cảm. không khoa trương, lại phối hợp thật tốt, bởi vì mùi rượu của nó dịu dàng, trước hết đầu lưỡi ngọt nhưng khoang miệng hơi chua, vào miệng tâm trạng có thể cởi mở, phối hợp với món hải sản, nó càng có thể phát ra mùi trái cây kỳ lạ mà ấm áp còn có một chút mùi vị cát bồi theo năm tháng. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lại nhanh chóng mỉm cười nói. Có thật không, hai vợ chồng cùng ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, đường khả hình mỉm cười nói rất chắc chắn. Vậy thì chọn rượu này, người vợ vui vẻ nói. Tốt, tôi lập tức chuẩn bị cho hai vị. Đường khả hình mỉm cười nói xong, sau đó dùng bộ đàm căn dặn đồng nghiệp kho rượu ghi hóa đơn trước, lại nhìn hai vị khách, mỉm cười thật lòng, cũng cảm thán thay cho bọn họ nói. Sau khi Camino Real khai mở tâm trạng xinh đẹp của hai vị, thưởng thức món ăn ngon, tôi nghĩ nhân viên phục vụ chúng tôi cũng không thể lại quấy giày hai vị, bởi vì lúc ấy, hai vị nhất định sẽ cần một chai Cabernet Sauvignon năm 2002, Diamond Creek. Chấm ngoặc kép, đó là một nơi xinh đẹp, người khách Nam giống như biết địa phương xinh đẹp này. Trang viên Diamond Creek nằm ở trên ngọn núi lửa, chính vì nguyên nhân này cho nên làm cho rượu không che giấu được nhiệt tình nhưng bởi vì nó thể rượu mềm mại, làm tâm trạng người ta hưng phấn, không tự chủ trở về thiên nhiên, có thể nói, đây là một loại rượu ngon có thể để cho hai vị tỉ mỉ thưởng thức, khám phá thể rượu ở trong thân thể của mình. Nếu như có thể, đón gió biển lãng mạn, mượn hơi mặn trong gió, càng làm cho thể rượu trong người có thể sinh ra mùi vị sô-cô-la trắng thật tốt. Chấm ngoặc kép, đường khả hình mỉm cười nói. Thật à, người vợ nghe say xưa. Đúng vậy. Nếu như không uống được thì sao? Người vợ lại mỉm cười hỏi. Đường khả hình nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười, nói, nếu như không uống được, chúng ta cứ tiếp tục truy tìm mùi vị của nó. Cho nên, phòng ăn ngựa tôn chúng tôi, bất cứ lúc nào hoan nghênh hai vị. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, người khách nam không nhịn được cười. Tiểu thư thật vui tính, lần sau hầu rượu nhất định phải tìm cô, nói một chút chuyện xưa cho tôi nghe, tôi cũng cảm thấy thoải mái. Người vợ mỉm cười nói, làm theo cô nói đi. Tốt, lập tức chuẩn bị cho hai vị." Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người đi khỏi. Trần Mạn Hồng đứng ở một bên, nhìn Đường Khả Hinh tràn đầy tâm trạng, hồi tưởng toàn bộ quá trình cô mới vừa hầu rượu, đột nhiên mỉm cười. "Quản lý, có phải chị cũng cảm thấy hôm nay Khả Hinh khác hay không?" Trần Văn Chi tò mò lại gần cô, hỏi. Hai mắt Trần Mạn Hồng lộ ra nụ cười khen ngợi, nói cô ấy buông lỏng bản thân mình À, buông lỏng, chấm hỏi ngoặc kép, Trần Văn Chi không hiểu. Ai vậy? Tiểu Nhu cũng lại gần, tò mò hỏi. Trần Mạn Hồng nhìn đường khả hình trầm chằm, đột nhiên có chút đắc ý cười nói tháng này. Doanh thu nhất định vượt chỉ tiêu, chương 424, em muốn làm gì? Hoàng hôn, suốt cuộc đường khả hình tan việc, phá vỡ kỷ lục, trong vòng một ngày, xuất ra gần 100.000 hóa đơn rượu đỏ. Tất cả mọi người kinh hãi. Trần Mạn Hồng cũng không dám tin mở hóa đơn rượu, nhìn số liệu phía trên, có chút ngất xỉu gọi, "Trời ạ, à, đây là thật hay giả?" Chỉ có một buổi chiều. chấm ngoặc kép. "Ồ, rất lợi hại." Tất cả đồng nghiệp đều vui vẻ vươn tay, vỗ tay. Đường Khả Hinh thay đồng phục, mặc trang phục lịch sự đơn giản của mình, nhìn mọi người, vẻ mặt bình tĩnh, nheo mắt cười. "Khả Hinh, cô rất giỏi, cô là thần tượng của tôi." Tiểu Nhu lập tức vươn tay, cất vào trong khuỷu tay Khả Hinh. Dựa vào cô, kích động nói. Tôi chỉ may mắn không có gặp phải khách quá khó. Khả Hinh cầm khăn quàng cổ màu đen nhã tuệ mới phái người đưa tới cho mình, quấn lại, cười nói. Trần Mạn Hồng ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Đường Khả Hinh, liền có chút căng thẳng nói, con bé chết tiệt. Ngày mai sẽ không đi chứ? Đường Khả Hinh không nói nhìn Trần Mạn Hồng, cười nói, sẽ không. Làm sao có thể? Cô tốt nhất ở lại cho tôi, tôi đang lo tháng này doanh thu không đạt tiêu chuẩn, lại bị cấp trên mắng. Trần Mạn Hồng càng nói, càng hà hê nhìn hóa đơn rượu, vui vẻ đến muốn cười. Tôi sẽ nỗ lực, tôi còn có hẹn, đi trước nha. Đường Khả Hinh nhìn tất cả đồng nghiệp, gật đầu một cái. Ngày mai gặp lại, các đồng nghiệp tiếp tục làm việc cùng vẫy tay với cô. Tiểu Nhu len lén nhét hai viên kẹo táo ở trong tay của cô, mới cười hì hì xoay người, tiếp tục làm việc. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng tiểu nhu hoạt bát, suy nghĩ, đúng vậy, gánh vác nhiều thứ rất nặng cũng đã quên, giờ phút này, tuổi trẻ của mình là hạnh phúc nhất. Lòng của cô hơi ấm áp, liền xoay người đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy một đôi tình nhân tay cầm tay đi tới, cô nhìn bọn họ mỉm cười gật đầu, mới vừa muốn tiếp tục đi ra ngoài, lúc này mới nhớ tới chuyện mình và tưởng thiên lỗi gây gổ, lời nói sáng hôm nay, bây giờ suy nghĩ lại cũng cảm thấy rất quá mức, trong trong lòng mềm nhún. Khẽ cắn môi dưới, ái nái lấy điện thoại di động ra, mở màn hình, mở danh bạ, thấy mã số điện thoại của tưởng thiên lỗi, liền nhẹ nhàng nhấn một cái, vừa nghe, vừa đi vào trong thang máy. Tiếng chuông vang thật lâu nhưng không có ai nghe. Đường khả hình cầm điện thoại di động, nghe tiếng chuông không ngừng vang lên, sau đó liền tắt đi, liền có chút tức giận lầm bầm, không thể nào. Chỉ như vậy liền tức giận không nhận điện thoại à, chẳng lẽ anh thật sự cho rằng, buổi trưa hôm nay em nói thật à cô có chút lo lắng nhấn số điện thoại. Tiếng chuông tiếp tục reo nhưng vẫn không có ai nghe. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, nhìn màn hình màu xanh dương, mã số tối xuống, mặc dù cô có chút lo lắng, nhưng vẫn nghĩ tưởng thiên lối cũng sẽ không thể không nhận điện thoại mình, liền đi vào thang máy trước, đi gặp Tô Thủy Kỳ. Mùa thu vào lúc hoàng hôn, sắc trời nên tối mới phải, nhưng ở cuối chân trời giống như vẫy ra màu hồng rừng rực, giống như ánh sáng đỏ của viên hồng ngọc phát ra rất nhiều người đón gió lạnh nhìn màu sắc trên bầu trời kinh ngạc kêu lên đẹp quá đường khả hình cũng đi ra đại sảnh khách sạn á châu đón gió rét thấu xương ngẩng đầu lên nhìn áng mây hồng lúc thời tiết sâu lạnh thật nhớ tưởng thiên lỗi ở bên anh luôn muốn có thể mãi mãi cô khẽ mỉm cười cầm điện thoại di động bấm số điện thoại tưởng thiên lỗi nhưng điện thoại vẫn không có người nào nghe đường khả hình cúi đầu vén nhẹ tóc ngắn xóc xích nhìn mã số trong màn hình điện thoại di động tối xuống, cô khẽ thở ra một hơi, liền cất máy, đi ra ngoài. Bệnh viện, em giống như nghe được điện thoại di động của anh gieo. Chấm ngoặc kép, một giọng nói êm ái dịu dàng giống như áng mây bay tới. Tưởng thiên lỗi tay cầm sợi dây xích đu, giống như có tâm sự, nhẹ nhàng đẩy. dáng người như mặt huyền chuyển bay ra phía trước, đong đưa trở lại, nhưng bởi vì sau lưng không có âm thanh, liền hơi nghiêng mặt, kêu nhỏ, thiên lỗi. Lúc này tưởng thiên lỗi mới lấy lại tinh thần, nhìn như mặt, khẽ mỉm cười, nói chuyện gì. Anh đang nghĩ cái gì, có tâm sự, như mặt dịu dàng hỏi. Tưởng thiên lỗi nhìn bóng lưng như mặt dịu dàng, còn có mái tóc dài bay nhẹ sau gáy, lộ ra cổ trắng ngần, tái nhợt đến khiến người ta thương tiếc, nhớ tới đường khả hình nói, hiện tại em không muốn cho anh thời gian. Một phút cũng không muốn cho, anh lập tức cắt đứt quan hệ với chị ấy nếu như anh không muốn cắt, em đi tìm chị ấy, công khai chuyện giữa em và anh. Thiên lỗi, bóng dáng của Như Mạt ở trên xích đu, nhẹ ngừng lại, cô nghi ngờ gọi nhỏ. Ừm, tưởng thiên lỗi lại bình tĩnh lại, nhìn bóng lưng Như Mạt dịu dàng, mỉm cười hỏi thế nào. Em mới vừa nói cái gì? Nói điện thoại của ai gieo? Như Mạt nhẹ nhàng mỉm cười, nói em nói, điện thoại của anh gieo lên. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi hơi suy nghĩ một chút, mới mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi nghiêng, dịu dàng nói, nói bậy, điện thoại di động của anh đặt ở phòng bệnh của em đấy. Nhưng em, nghe được, chấm ngoặc kép, như mà cũng dịu dàng mỉm cười nói. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi thở dốc một hơi, cảm giác bên này gió quá lớn, liền hơi cúi người xuống, nắm nhẹ bả vai của cô, nói, được rồi. Thời gian không còn sớm, nơi này gió càng lúc càng lớn, có thể là thời tiết thay đổi. Chúng ta trở về thôi, cẩn thận bị cảm." Như Mạt nghe, mặc dù không muốn, nhưng vẫn nghe lời đứng lên. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đỡ thân thể của cô, nhẹ ôm eo của cô, cùng với cô đi về phía trước. Như Mạt vừa nhẹ nhàng bước, vừa tựa vào trong ngực Tưởng Thiên Lỗi đi về phía trước, nhớ tới đi thời hạn đi Anh quốc sắp đến, hai tròng mắt của cô chợt đỏ bừng, nghẹn ngào gọi: "Thiên Lỗi." Chấm ngoặc kép. "Hả?" Tưởng Thiên Lỗi đáp. "Ở bên khả hình vui vẻ không?" như mặt giống như người bạn chi ký không có chút tình cảm nhẹ nhàng hỏi tưởng thiên lỗi do dự một lát không biết nên trả lời hay không cô ấy giống như em rất nghe lời của anh hay không như mặt có chút đau lòng hỏi tưởng thiên lỗi chớp mắt nhớ tới bộ dáng khả hình thức giận giống như con cọp con lồng ngực phập phồng một trận rốt cuộc đáp không nghe lời như thế chấm ngoặc kép một câu nói xác nhận quan hệ hai người nước mắt như mặt lăn xuống trái tim giống như bị bóp chặt đau đến muốn mất xỉu không thở nổi tưởng thiên lỗi chú ý tới thay đổi của cô lập tức căng thẳng nhìn cô nói như mạt em đừng như vậy biết rõ hỏi như vậy sẽ bị tổn thương tại sao còn muốn hỏi không nên hỏi được không như mạt miễn cưỡng nặn ra nụ cười nước mắt từng viên lăn xuống vô cùng ẩn nhẫn gật đầu nói được em 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 không hỏi nữa chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ đau lòng nhìn cô như mặt sợ anh lo lắng vội vàng vươn tay khẽ vuốt phe khuôn mặt trí tuệ của anh giống như sau một phút nữa sẽ phải sinh ly tử biệt rơi lệ nhưng vẫn cười thật xinh đẹp nói anh đừng lo lắng em không có yếu ớt như trong tưởng tượng của anh nếu không em cũng sẽ không đổi hai trái tim sống sót yên tâm đi hả tưởng thiên lỗi nhìn cô thật sâu nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô lập tức nói tay của em rất lạnh chúng ta vào thôi chấm ngoặc kép, như mạt vội vàng mỉm cười khẽ tựa vào trong ngực của anh, lại suy nghĩ từng giây từng phút dây rời khỏi cuộc đời của anh. Xe nhân viên khách sạn chạy nhanh đến cửa bệnh viện, dừng lại. Đường khả hình nắm túi sách, đi xuống xe, đón gió ra rét, ôm vai, bước nhanh vào đại sảnh bệnh viện, đi về phía hành lang vip thật dài, đi tới phòng làm việc của Tô Thụy Kỳ, cũng không gọi điện thoại, chính là muốn cho Tô Thụy Kỳ một bất ngờ. Nhưng, cô vẫn nghĩ đến tưởng thiên lỗi, liền từ trong túi lấy điện thoại di động ra, vừa đi về phía trước, vừa mở điện thoại, bấm điện thoại của tưởng thiên lỗi. Chuông điện thoại tiếp tục reo, cô có chút nóng nảy đang suy nghĩ, anh đi đâu? Trong thoáng chốc ở cua quẹo trước mặt, một đôi nam nữ giống như ân ái đi tới. Cô xứng sờ, nắm điện thoại nghe tiếng chuông reo lên, lại nhìn đôi nam nữ trước mặt tựa vào nhau. Thật sự điện thoại của anh reo lên, đúng không, như mặt đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn tưởng thiên lỗi khẽ mỉm cười, nói. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn cô một cái, sờ nhẹ sợi tóc trên trán cô, mới nói anh vào nghe. Chấm ngoặc kép, ừm, chấm ngoặc kép, như mặt gật đầu. Hai người đi vào, trong đầu đường khả hình hỗn loạn, choáng váng, hai mắt rời rạc, giống như sắp thiếu dưỡng khí, cô run rẩy cầm điện thoại di động, tiếp tục nghe tiếng chuông reo. Tưởng thiên lỗi đi vào phòng bệnh, thấy điện thoại của khả hình, hai mắt khẽ lóe lên, liền cầm điện thoại di động, quay đầu nhìn như mạt mỉm cười nói anh nhận điện thoại trước. chấm ngoặc kép được chấm ngoặc kép như mạt mỉm cười gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi im lặng đi ra ngoài, nhấn nghe máy đi về phía ngược lại, đáo ừm. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi, trái tim nhảy lên thình thịch căng thẳng hỏi bây giờ anh ở chỗ nào. Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp đi tới cuối hành lang mới nói anh đang đi họp. chấm ngoặc kép sắc mặt của đường khả hình lập tức tái nhợt, tay nhẹ nhẹ buông xuống, nhìn bóng người trước mặt biến mất, trong thân thể có một thứ gì đó đột nhiên ẩm một tiếng, một lần nữa vỡ vụn tan tành. Khả hình, tiếng của tưởng thiên lỗi từ trong điện thoại di động truyền đến. Nước mắt đường khả hình lăn xuống, từng bước từng bước hư mềm đi về phía trước. Khả hình, tiếng của tưởng thiên lỗi lại gọi tiếp. Đường khả hình không lên tiếng, giống như ở trong tuyệt vọng, mở to đôi mắt đẫm lệ đi tới phòng bệnh đó. Cô muốn nhìn một chút cô gái đẹp khuynh quốc khuynh thành, khiến cho từng người đàn ông trên thế giới này dốc hết tất cả để yêu, là có đẹp thật không? Đường khả hình, tiếng của tưởng thiên lỗi lại từ trong điện thoại di động truyền đến. Suốt cuộc đường khả hình đi dọc theo hành lang thật dài, đi tới trước phòng bệnh đo, nghiêng mặt nhìn, trong đau lòng tuyệt vọng, nhìn thấy như mặt nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt giống như chết, hai mắt nhắm lại. Cô khẽ cắn môi dưới, hiểu tại sao anh yêu cô rồi, bởi vì cô giống như áng mây thật bất cứ lúc nào cũng nhẹ nhàng bay đi bay đi mà mình vẫn canh giữ thật chặt ở bên cạnh của anh cô cười khổ một tiếng nước mắt lăn xuống hư mềm mới vừa muốn xoay người cổ tay lại bị người nắm chặt cô ngẩng đầu lên tưởng thiên lỗi thất vọng bi vẫn nhìn đường khả hinh gầm nhẹ em muốn làm gì chẳng lẽ cứ gấp gáp đuổi cô ấy đi như vậy để cho cô ấy ở lại bên cạnh anh thêm một chút nữa cũng không được sao chương 425, thề. Anh nói cái gì, đường khả hình lập tức hất tay của anh ra, cao giọng Như mặt lập tức giật mình tỉnh lại, có chút mơ hồ, ngồi dậy, lại nhìn thấy đường khả hình, sửng sốt. Tưởng thiên lỗi căng thẳng nhìn như mặt bị giật mình tỉnh giấc, càng thêm đau lòng nhìn đường khả hình, nói tại sao em phải làm như vậy? Tại sao muốn theo dõi anh? Tại sao không tin anh? Đường khả hình đột nhiên bật cười, nước mắt lăn xuống, nhưng lại hận mình vô dụng, lập tức lau khô bi phẫn oán hận nhìn vẻ mặt tưởng thiên lỗi thất vọng đau lòng trái tim như bị bóp chặt đau không thở nổi nhìn anh nghẹn ngào nói anh 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 ý của anh là em theo dõi anh đi tới nơi này sau đó muốn cùng như mạt của anh ngả bài muốn đuổi chị ấy đi sao ý của anh là như vậy phải không chẳng lẽ không đúng sao tưởng thiên lỗi tức giận nhìn cô lại kích động giống lên em gấp gáp như vậy sao em không thể hiểu cho anh sao em biết hiện tại tâm trạng của anh như thế nào sao? Tại sao em phải biết tâm trạng của em? Đường Khả Hinh nhìn anh, kích động rơi lệ hét to. Tại sao anh cũng không hiểu cho tâm trạng của em? Anh có thể hiểu tâm trạng của em bây giờ sao? Anh hiểu sao? Nếu em không theo dõi anh, em cũng sẽ không chịu cái tội này. chấm than ngoặc kép Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, tức giận giống lên. ở bên trong hành lang thật dài, dần dần có người. Tô Thủy Kỳ cũng nhanh chóng từ trong phòng làm việc đi ra nhìn thấy một màn như vậy, kinh hãi đi tới. Tưởng thiên lỗi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thống khổ bật khóc, nhìn anh kêu to, ở trong mắt anh, em là hạng người sao như vậy? Vậy tại sao em xuất hiện tại nơi này? Tưởng thiên lỗi đã mất hết lý trí, lại nhìn cô giống to. Tô Thủy Kỳ nhanh chóng xông lại, đẩy mạnh hai người vào trong phòng, phịch một tiếng, đóng cửa lại, mới xoay người. Anh làm em quá thất vọng, chấm than ngoặc kép, đường khả hình kích động rơi lệ vung tay lên tát một bạt tai thật mạnh trên mặt của anh chát chấm ngoặc kép một âm thanh truyền đến ở trong phòng bệnh vang lên đáng sợ như mạt và tô thủy kỳ khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt tưởng thiên lỗi nghiêng mặt hai mắt kích động phát ra ánh sáng đáng sợ trong trước mắt quay đầu nhìn đường khả hình lạnh lùng nói đường khả hình em không hiểu chuyện như vậy anh quá thất vọng về em rồi chấm than ngoặc kép chấm là em không hiểu chuyện là em chính là em anh mới cùng em hẹn ước cả đời sau đó xoay người ôm ấp chị ấy em nên bình tĩnh tiếp nhận em cũng là người bây giờ trong mắt anh còn có em sao đường khả hình đau đớn đến cả người run rẩy bây giờ trong mắt anh không có em bởi vì anh sợ em tổn thương cô ấy anh mới tới đây với cô ấy anh hoàn toàn không tin tưởng em chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhìn cô tức giận nói trái tim đường khả hình hở ra không thể tưởng tượng nổi, rơi lệ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi, chấm than ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ tức giận đứng ở trước mặt của Đường Khả Hinh, nhìn bộ dáng Tưởng Thiên Lỗi giận dữ, lạnh lùng quát lên, anh đủ rồi. Anh đừng thừa dịp tình huống phức tạp hiện tại mà nói chuyện tổn thương người. Đừng làm chuyện mình phải hối hận, chấm than ngoặc kép. Tôi không cách nào nhịn được người ở bên cạnh tôi không tin tưởng tôi. Tưởng Thiên Lỗi cũng tức giận đến phát run, nói, em không tin anh. Tại sao anh muốn em tin tưởng anh? Anh gạt em hết lần này đến lần khác, anh lừa em." Đường Khả Hinh kích động sụp đổ kêu to. Tô Thủy Kỳ đau lòng lập tức ôm cô, vừa muốn an ủi. Như mặt lại xuống giường, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, quỳ gối trước mặt cô, ngửa mặt khóc nói, "Khả Hinh, cô đừng tức giận, tất cả đều là lỗi của tôi, thật ra anh ấy đã nói thật mối quan hệ với cô rồi, tôi vẫn không tiếp nhận nổi, cô tha thứ cho anh ấy đi, đều là lỗi của tôi." tại sao em phải quỳ xuống? Chấm hỏi ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đau lòng đỡ như mặt, bị phẫn nói em không có sai. Chấm than ngoặc kép, sai là tôi. Nước mắt đường khả hinh lăn xuống, kích động đau đớn đến khổ sở muốn chết, trong lòng tuyệt vọng, sụp đổ nói, lỗi là trái tim của tôi thật tốt, không có thúi hư giống như chị. Chấm than ngoặc kép, như mặt nghe lời này, đột nhiên nước mắt từng viên lăn xuống, tuyệt vọng giống như muốn ngất đi. Đường khả hinh, em thật quá đáng. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi trợt đi về phía đường Khả Hinh. Anh làm gì, Tô Thụy Kỳ lập tức ngăn ở trước mặt của đường Khả Hinh, ngửa mặt tức giận đẩy anh ra, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giống lên, sai là do anh. Tưởng thiên lỗi, cũng bởi vì anh xử lý chuyện tình cảm dối tinh dối mù, mới để cho hai phụ nữ bị thương. Một bị anh tổn thương, một người quỳ xuống vì anh. Lúc này, anh còn muốn oán trách người khác, nếu như anh thật yêu, như vậy hiện tại anh lựa chọn một đi anh muốn chọn người nào? Mặc kệ anh lựa chọn người nào, tôi là bác sĩ, tôi bảo đảm cho anh. Họ cũng sẽ không có việc gì. Chấm than ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nắm chặt quả đấm, không lên tiếng. Như mặt lại một lần nữa khổ sở quỳ xuống, nhìn đường khả hinh rơi lệ nói, khả hinh. Thiên lỗi sẽ không lựa chọn tôi nữa. Các người hạnh phúc đi. Cô đừng tức giận, anh ấy thật rất thích rất thích cô, tin tưởng tôi. Thị trưởng phu nhân, chấm than ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ nắm như mặt lên, kích động nhìn cô, không khách khí nói, lúc này cô quỳ xuống không thích hợp. Chấm than ngoặc kép, như mặt nhìn Tô Thủy Kỳ, rơi lệ nói, nhưng... Chấm ngoặc kép, hôm nay để cho anh ấy quyết định lựa chọn, chấm than ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ căng thẳng nhìn tưởng thiên lỗi, lại lo lắng khả Hinh đã thống khổ bị thương ở sau lưng, nói tưởng thiên lỗi. Nói một câu đi, làm rõ mọi chuyện tại phòng bệnh này, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đứng ở một bên, hai mắt mãnh liệt xoay tròn. Trong lòng anh yêu ai, anh không biết sao, còn phải do dự lâu như vậy. Tô Thủy Kỳ căng thẳng nhìn anh, giống giận. Anh ấy yêu không phải là em, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại kích động rơi lệ gào to, cho tới bây giờ anh ấy cũng không có nói với em, anh ấy yêu em. Chưa từng có, anh ấy hố càn toàn không có đặt em ở trong lòng, chấm than ngoặc kép. Hai mắt tưởng thiên lỗi nóng lên, nhìn đường khả hình, lại mất lý trí, kích động giống giận, đúng vậy anh yêu không em, chấm than ngoặc kép. Trái tim đường khả hình tan vỡ, đột nhiên mất đi lý trí run rẩy cúi người xuống, hướng mắt cá chân dùng sức xé ra, tay nắm chiếc vòng, dơ lên cho tưởng thiên lỗi, khuôn mặt căng thẳng, hai mắt rất lạnh lùng, run rẩy rơi lệ nói, em đã từng. Ở đỉnh núi mai táng tình cảm của mình, âm thầm thề, nếu như em cho anh cơ hội, sẽ để cho em muôn đời muôn kiếp không đào thai. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi chợt đau lòng nhìn cô. Hôm nay, coi như là em bị báo ứng. Em yêu anh, sâu hơn, tình cảm sâu hơn, cũng không sánh bằng một chút thiếu sót của chị ấy. Một chút thiếu sót này chôn giấu tình yêu của em, cái tên khốn kiếp này. Từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt, nếu như em cho anh cơ hội nữa, em không phải là người. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình cắn răng nghiến lợi ném chiếc vòng chân lên trên người của anh, chạy như bay ra ngoài. Trong lòng tưởng thiên lỗi quính lên, mới vừa muốn chạy đi. Như Mạt nhìn cảnh tượng này, trước mặt bỗng tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh. Tưởng Thiên lỗi trong chớp mắt, ôm chặt Như Mạt, đau lòng gọi, "Như Mạt." Chấm than ngoặc kép. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 426, yêu anh là ngu ngốc. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ vội vàng gọi bác sĩ đi khoa tim mạch xem cho Như Mạt, mình nhanh chóng đuổi theo ra bệnh viện. Đường Khả Hinh vừa rơi lệ, vừa sụp đổ chạy ra ngoài chạy qua phía chân trời màu hồng gió rét lẫm liệt như dao cắt cô ở trong từng trận gió bén nhọn nhanh chóng bước lên đồng cỏ rộng lớn khóc kêu to tiếp tục chạy như bay về phía trước khả hình chấm ngoặc kép tô thủy kỳ chạy về phía trước thật nhanh lúc cô muốn vòng qua rừng dừa lao về phía trước thì nắm chặt cổ tay cô mãnh liệt kéo cô trở lại anh buông em ra chấm than ngoặc kép đường khả hình kích động kêu to sụp đổ rơi lệ kêu to, em không muốn bất cứ ai đồng tình với em. Là em đáng chết, yêu tên khốn kiếp kia, chấm than ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ gấp gáp nắm chặt đôi tay cô điên cuồng kích động giấy dụa mạnh mẽ nói em đừng như vậy. Đây là tình yêu của em, nếu như em rời khỏi, sẽ mất tất cả. Lúc gây gổ, lời nói đều không phải là thật, chấm than ngoặc kép. Em không tin anh ấy, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thức giận đến cả người phát run, nước mắt run rẩy khổ sở lăn xuống, nhìn Tô Thủy Kỳ, khóc kêu to, anh hoàn toàn không hiểu. Em đã hướng về phía toàn thế giới nói, em yêu anh ấy rồi. Biết rõ, anh ấy có một người vợ chưa cưới, biết rõ trong lòng của anh ấy có một người yêu, nhưng em hướng về phía toàn thế giới nói yêu anh ấy. Em đã chuẩn bị xong bị thương, nhưng anh ấy không tin em, chấm than ngoặc kép, trái tim giống như bị xé ra. Nước mắt đường khả hình giống như thiếu đê, khổ sở bật khóc tại sao anh ấy không tin em. Trong thế giới của anh ấy còn có người yêu, em cũng lựa chọn tin tưởng anh ấy. Nhưng em làm cái gì, anh ấy không tin em. Cho tới bây giờ em cũng không có ở trước mặt của anh ấy, muốn anh ấy nói yêu em, đó là bởi vì em biết rõ trong lòng của anh ấy chưa dọn dẹp sạch sẽ tình yêu của mình, em không muốn nghe. Bởi vì em không muốn nghe anh ấy nói dối. Bởi vì em biết nói dối là một việc rất khổ sở, rất khổ sở nếu như tình yêu của anh ấy không mãnh liệt xông về phía em, nếu như anh ấy không hẹn em kiếp sau còn muốn yêu, em cũng sẽ không giao cảm tình cho anh ấy. Để cho em cho từng chút, không cần thiết ngay lập tức dốc hết tất cả, không cần thiết ngay lập tức liền nghĩ đến tương lai tốt đẹp, không cần thiết ngay lập tức vứt bỏ em như vậy. Tình yêu của em thật không đáng giá sao, thật không đáng giá sao. Tô Thủy Kỳ đau lòng nhìn cô. Anh biết em lựa chọn yêu anh ấy, em xem thường mình đến cỡ nào không? Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ, khổ sở nói, em quay mặt về phía mình sắp muôn đời muôn kiếp không đào thai, em cũng chấp nhận rơi vào trong vực sâu. Đối mặt Trang Hạo Nhiên tận tình khuyên bảo, em cắn răng nói chết cũng muốn yêu, anh biết em làm cho anh ấy đau lòng đến cỡ nào sao, lo lắng cỡ nào sao? Bởi vì em yêu tưởng thiên lỗi, em từ từ mất đi tôn nghiêm của mình, thậm chí đặt mình ở thân phận một người cướp đoạt. Đây là điều tàn nhẫn nhất, đáng buồn nhất, thân phận đáng bị người đời khinh bỉ. Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ cúi đầu. Em yêu anh ấy, em thật sự vô cùng yêu anh ấy, yêu anh ấy. Chấm ngoặc kép, đường khả hình khóc đấm mạnh trái tim, sụp đổ nói cũng bởi vì yêu anh ấy, cho nên em muốn lui về phía sau, em muốn cứu cuộc đời mình, vì tình yêu để cho em đi về phía trước. Ở trong thế giới của em, yêu là một loại bản năng, dù gặp chuyện gì, em cũng sẽ đi về phía người kia. Em là như vậy, nhưng tưởng thiên lỗi không phải, anh ấy không có đi về phía em anh ấy không có, lúc này em nhìn anh ấy đau lòng vì như mạt, anh ấy yêu chị ấy biết bao nhiêu, chấm than ngoặc kép. Đường khả hình tuyệt vọng nói xong, cả người ngã ngồi ở trên thảm cỏ, đau lòng tuyệt vọng che mặt khóc giống. Chấm ngoặc kép, nếu quả thật muốn yêu, vậy thì yêu đi, em không giữ anh nữa. Tại sao muốn làm tổn thương em như vậy? Tại sao không tin tưởng em? Lúc em sắp chết, em đều cắn chặt răng lựa chọn tin tưởng anh. Đây là báo ứng của em rốt cuộc em muôn đời muôn kiếp không đào thai rồi hiện tại em đau như vạn tên xuyên tim em bị vứt bỏ rồi em rốt cuộc bị vứt bỏ rồi chấm than ngoặc kép hai mắt tô thủy kỳ đỏ bừng đi lên trước ngồi xổm người xuống ở trong gió rét lẫm liệt ôm nhẹ cô gái trước mặt vào trong ngực nghẹn ngào nói đừng khóc kiên cường một chút chấm ngoặc kép em không có cách nào kiên cường giữa em thật sự không có cách nào tô thủy kỳ chấm ngoặc kép nước mắt đường khả hình lại từng viên tuyệt vọng lăn xuống, nói cũng bởi vì vẫn kiên cường, không sánh bằng một chút yếu ớt. Cũng bởi vì vận rủi của mình, không kiên cường sẽ chết, cho nên mới che giấu dịu dàng. Tại sao, tại sao anh ấy lại tàn nhẫn với em? Tại sao, chẳng lẽ anh ấy không biết sao? Em vì anh ấy, em mất đi rất nhiều người bên cạnh, em có thể dựa vào anh ấy. Chấm ngoặc kép. Hai mắt Tô Thủy Kỳ lập tức đỏ bừng, ôm chặt cô, khổ sở nói, đứa ngốc, nói bậy cái gì đó. Không phải anh ở bên cạnh em sao? Chúng tôi cũng không có vứt bỏ em. Không, bọn họ đều đi xa. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhớ tới nhã tuệ và trang hạo nhiên, lại đau khổ bật khóc. Sẽ không, chấm than ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ lập tức bấm điện thoại nhã tuệ, nói, không có chuyện gì, chúng tôi đều ở bên cạnh em. Không có việc gì, chấm than ngoặc kép, đường khả hình không nói được gì, chỉ núp ở trong ngực của anh, khóc giống. Nhã tuệ nhận điện thoại của Tô Thủy Kỳ, lập tức giật mình, cũng không nhiều lời, chỉ nhờ Kỳ Gia Minh lái xe tới sân cỏ bên ngoài bệnh viện, ở trong gió rét lẫm liệt, gấp gáp đau lòng chạy thật nhanh về phía trước, ở trong rừng dừa xa xa, nghe được tiếng khóc thê lương khổ sở của đường Khả Hinh, nước mắt của cô lập tức rơi xuống, chạy bay về phía trước kêu to, Khả Hinh. Ngoặc kép, đường Khả Hinh vừa nghe đến tiếng của Nhã tuệ, đột nhiên khổ sở đẩy Tô Thủy Kỳ ra, núp ở sau cây dừa, ngồi xổm trên mặt đất, khóc sống. Nhã tuệ kích động run rẩy đi qua bên cạnh Tô Thủy Kỳ, đi tới trước mặt của đường khả hình, dừng lại, nhìn thân thể mảnh mai của người bạn thân cuộn rút, ngồi ở dưới cây dừa, ôm đầu gối co quắp khóc giống đầu cũng không dám ngẩng lên, giống như hơn 10 năm trước, cha bị bắt vào tù, sau khi bị người bạn nhỏ khi dễ, tự mình núp ở dưới cây đại thụ, vẻ mặt sợ hãi, khổ sở. Nước mắt của cô lập tức lăn xuống, tức giận ngồi xổm trên mặt đất, đánh mạnh bả vai của Khả Hinh, khóc kêu to cũng đã nói với cô đừng yêu. Cô cố tình không nghe, con bé đáng chết này, cũng đã nói với cô, cô sống không dễ dàng, mới ở trong bóng ma, khuôn mặt mình bị phá hủy trong sống lại, cô biết con đường này, cô đi khổ cực thế nào không? Cũng đã nói với cô đừng yêu. Ngoặc kép, nhã tuệ đau lòng liều mạng vỗ bả vai đường Khả Hinh, khóc kêu to. Đường Khả Hinh cuộn tròn thân thể, khổ sở khóc. Cô cho rằng cô sống tới đây dễ dàng sao? Mỗi ngày tôi lo lắng đề phòng vì cô, sợ cô đụng vỡ đầu. Thật vất vả có một người anh trai giống như tổng giám đốc trang thương cô, cô cũng muốn đẩy người ta ra. Cô làm cho kết quả hôm nay, đây là cô đáng đời. Chấm than ngoặc kép, nhã tuệ quỳ trên mặt đất, sụp đổ khóc lớn. Đường khả hình không dám ngẩng đầu, tiếp tục khóc giống. Tôi cũng không đồng tình với cô, tôi tuyệt đối không đồng tình với loại người như cô cô đã làm tan nát lòng của tôi. Tôi cũng không có hy vọng gì, chỉ hy vọng sẽ có một người yêu cô, có thể cãi nhau ồn ào, dắt tay nhau, cô đối với anh ấy tốt một chút, anh ấy đối với cô tốt một chút, cái này đủ rồi. Tại sao cố tình muốn đi con đường này, cô muốn chết ở chỗ này, tự sinh tự diệt đi. Tôi mặc kệ cô, nhã tuệ tuyệt vọng rơi lệ đứng lên, muốn rời khỏi. Đường khả Hinh lập tức nắm tay của cô, ngẩng đầu lên nhìn bản thân, khóc nói, nhã tuệ đừng đi, bên cạnh tôi đã không có người. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ đứng tại chỗ bất động, nước mắt từng viên lăn xuống, cả người kích động run rẩy nói không nên lời. Đừng đi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, chấm ngoặc kép, đường khả hình tuyệt vọng nhìn cô, bật khóc. Cô buông tay, loại người như cô không gặp trở ngại không quay đầu lại. Tôi đã hết hy vọng với cô rồi, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ kéo bàn tay nhỏ bé của cô xuống, rơi lệ tan nát cõi lòng, muốn đi khỏi nhã tuệ đường khả hinh đau khổ lại ngẩng đầu nhìn cô nhã tuệ nhất hất tay của cô ra tức giận khóc kêu to người của toàn thế giới đều là người bình thường chỉ có tình yêu của đường khả hinh cô đáng quý cô muốn yêu thì tiếp tục yêu đi những người như chúng tôi đều không có gì đáng nói cô tốt nhất đi con đường của cô đi bị băm vằm thành trăm mảnh cô cũng muốn yêu không phải sao trái tim đường khả hinh đau nhói nước mắt từng viên lăn xuống Tô Thủy Kỳ lập tức đau lòng đứng ở trước mặt của Nhã Tuệ, nhìn cô, bất đắc dĩ nói, Nhã Tuệ, lúc này, không nên nói lấy nữa. Chấm ngoặc kép, cậu chủ Tô, chấm than ngoặc kép, Nhã Tuệ đau lòng nhìn Tô Thủy Kỳ, khóc nói, anh không có cách nào hiểu cảm giác của tôi. Anh biết con bé đáng chết này, tuổi thơ, nhà đã bị tịch thu rồi. Cha bị bắt đi, mẹ gả cho một cờ bạc, anh trai duy nhất không để ý tới cô ấy. Cô ấy làm sao sống được? Đây là nỗi khổ cho dù là ai cũng không tưởng tượng ra được. Trong lớp, mỗi ngày bạn học nhỏ ném trứng gà ở trên mặt, trên đầu của cô ấy, xé sách của cô ấy, lật bàn, mỗi ngày cô ấy đều phải dính dán băng keo trong suốt, để sách đã quá xấu không thể nữa nát, dán lên, nước mắt mãi mãi cũng chảy không ngừng. Khi đó, tôi ở bên cạnh cô ấy, tôi còn nhỏ tuổi cũng rất sợ, tình huống như thế, cô làm thế nào lớn lên? Nhưng cô ấy đã sống tốt, một cô gái nhỏ vui vẻ, sống lại mười mấy tuổi hàng năm đều vì ông chú đã chết, sáng sớm, đi làm bánh ngọt, làm món ăn ngon, cho người thân của người chết còn phải hái trái vải cho người ta, nhưng cho tới bây giờ người ta cũng không có cảm ơn. Hơn nữa còn muốn đánh cô ấy, mắng cô ấy, kéo tóc của cô ấy. Mỗi lần ở trên xe lửa đường dài tôi dẫn cô ấy trở lại, mặt mũi đều sưng. Anh biết tôi nhìn thấn đau lòng đến độ nào sao? Vì học tập rượu đỏ, vì một chút cuộc sống, có lúc cô ấy làm việc 48 giờ cũng không có ngủ, thế nhưng cho tới bây giờ cô ấy cũng không có oán giận bất kỳ ai người nên yêu cô ấy thật yêu người nên hận cô ấy tận lực tha thứ cô ấy thật sự là một cô gái tốt đáng được quý trọng và thương yêu tôi rất hận tưởng thiên lỗi tôi hận không được giết anh ấy anh ấy không biết anh ấy trêu chọc người này sống lại khó khăn đến cỡ nào con bé đáng chết này lựa chọn dũng cảm yêu anh ấy rất khó khăn nhưng hết lần này đến lần khác anh ấy vứt bỏ cô ấy tổn thương cô ấy Tại sao anh ấy có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi cho rằng, người sống đều sẽ suy nghĩ cho mình một chút. Thế nhưng con bé chết tiệt này, để cho tôi không còn hơi sức nữa. Hãy để cho cô ấy tự sanh tự diệt đi, chấm than ngoặc kép. Hai mắt Tô Thủy Kỳ nổi lên hơi nước, khó chịu cúi đầu. Nhã tuệ, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức vươn tay, nắm chặt bản thân, khóc nói, thật xin lỗi, tôi sai rồi, tôi làm cho cô đau lòng, tôi sai rồi, thật xin lỗi chấm ngoặc kép, cô có lỗi với chính mình, cô nhìn lại bộ dáng bây giờ của mình đi, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ lại ngồi xổm người xuống, liều mạng vỗ vào cô. Đường khả hình không dám lên tiếng, để mặc cho cô đánh, không dám nhúc nhích, chỉ là nước mắt từng viên chảy xuống. Chúng tôi có đáng gì đâu, quan trọng là cô, con bé chết tiệt này, bởi vì cô thật rất không dễ dàng, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ đau lòng bất đắc dĩ nhìn cô. Đường khả hình lại không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu, khổ sở run rẩy. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng khổ sở của bản thân, lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng tiến lên, ôm cô vào trong ngực, không nghĩ được gì, chỉ cùng bạn khóc. Tô Thủy Kỳ đứng ở một bên, cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chương 427, lui về phía sau. Bệnh viện. Ba bác sĩ, khoa tim mạch căng thẳng đi vào phòng cấp cứu, viện trưởng bảo cho y tá trưởng nhanh chóng đi tìm Tô Thủy Kỳ. Y tá trưởng đáp lời lập tức đi gọi điện thoại tưởng thiên lỗi kích động gấp gáp đứng ở trước cửa phòng cấp cứu căng thẳng nhìn vào bên trong sợ xảy ra chuyện không may vẻ mặt đường khả hinh đau lòng đi khỏi trong lòng giống như dao cắt đang lúc nóng này đông anh chạy vào anh lập tức nhìn cô hỏi thông báo cho người nhà họ tần chưa báo rồi chấm than ngoặc kép đông anh lập tức gật đầu tưởng thiên lỗi không nói gì thêm lại nhìn chằm chằm phòng cấp cứu một loạt tiếng bước chân truyền đến anh lập tức quay mặt sang. Tô Thủy Kỳ lạnh lùng đi vào, nhanh chóng mặc vào bác sĩ áo, muốn đi vào phòng cấp cứu. Cậu chủ Tô, Khả Hinh, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi biết anh mới vừa đuổi theo Khả Hinh đi ra ngoài, lập tức đi lên trước, nhìn anh muốn hỏi. Hai mắt Tô Thủy Kỳ giận dữ, trong chớp mắt, giống như lưỡi kiếm bén nhọn nhìn tưởng thiên lỗi, giọng thức tối nói anh không có tư cách nhắc tới tên của cô ấy. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn anh. Tôi tin lầm anh rồi. Tưởng Thiên Lỗi, anh quả thật đối với tình yêu không đủ kiên định." Chấm than ngoặc kép, Tô Thủy kỳ lửa giận mút trời đi vào phòng cấp cứu, phịch một tiếng đóng cửa lại. Tưởng Thiên Lỗi ngây ngô đứng ở một bên. Đèn phòng cấp cứu chợt sáng lên. Lúc này Đông Anh mới xoay người, nhìn vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng, trong lòng đang suy nghĩ có phải anh và Khả Hinh đã xảy ra chuyện hay không. Trong lòng đánh trống một lát, liền tự quyết định gọi điện thoại của Đường Khả Hinh xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được. Cô sướng sờ, cầm điện thoại di động, lại nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi gấp gáp nhìn ánh đèn nhỏ màu đỏ, nắm chặt quả đấm. Trái tim đông anh đột nhiên căng thẳng, giống như có một thứ gì đó sắp sửa vỡ vụn. Ngôi lầu nhỏ, phía dưới lầu rừng một chiếc tải lớn. Nhã tuệ bận rộn trông coi công nhân, đồ đạc trong nhà không nhiều lắm, phần lớn đều rời trống. Tiểu Nhu trực tiếp ngồi vào trong xe vận tải, chuyển tủ treo quần áo công nhân mang tới, đưa lên. Trần Mạn Hồng khó được mặc áo len màu trắng, quần jean màu xanh dương, đứng ở bên cạnh sa tải, đầu tiên bảo công nhân khuân đồ cẩn thận chút, lại nhìn nhã tuệ, mệt mỏi nói, tôi nói, những thứ đồ này, phòng trọ nhỏ đều có, không cần mang đi nữa. Còn có thể dùng, liền cố gắng giữ đi, nhã tuệ buộc tóc lên, mặc áo len màu đen, váy ngắn màu đen, đầu đầy mồ hôi, xách một chậu kiếm lan ngoài ban công để trong xe vận tải, lúc quay lại, thấy đường khả Hinh đau lòng không nở rời nhà, khóc thật đau lòng, trái tim của cô cũng vỡ ra, suy nghĩ ở chỗ này giữ lại quá nhiều ký ức không tốt, lập tức gọi điện thoại cho Mạn Hồng, hỏi khu chung cư nhà cô có căn nhà trọ nhỏ hay không, bao nhiêu tiền đều chấp nhận trả. Trần Mạn Hồng nghe vậy, liền căng thẳng gọi điện thoại đến ban quản lý, mới biết khu biệt thự bên kia, có một phòng trọ nhỏ, hai tầng, phía trước có vườn hoa nhỏ, giá thuê 7.000 tháng, loại giá tiền này, Lương tháng của Nhã Tuệ mới 20 ngàn, chưa bao giờ nghĩ đến, hiện tại cũng cắn răng nhanh chóng thuê lại, làm thủ tục, liền tìm công ty chuyển nhà, nhanh chóng dọn nhà. Khả Hinh đâu, tại sao không xuống? Tiểu Nhu ngồi ở trong xe vận tải, thò đầu ra, ngạc nhiên hỏi. Nhã Tuệ thở gấp, đứng ở dưới lầu, nhìn ban công nhỏ trống không, nhớ tới Khả Hinh từ lúc trở về, chỉ thật im lặng, không còn hơi sức ngồi ở trên sofa nhỏ, sắc mặt tái nhợt khổ sở rơi lệ. Cô nghĩ tới đây liền xoay người đi lên ngôi lầu nhỏ, đi đến trước cửa, thấy đường khả hình mặc quần áo thể thao màu trắng, ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mở mịt, nước mắt không ngừng, nhìn phía trước, im lặng không lên tiếng. Trong lòng của nhã tuệ đau nhói, chậm rãi đi tới, cúi người xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Đường khả hình cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cô. Nhã tuệ khẽ mỉm cười, ngồi sổ người xuống, thương tiếc và đau lòng nói có phải có chút không nở hay không. Đường khả hình không lên tiếng, hai mắt rời rạc, không có chút ánh sáng, như ngủ say mấy ngàn năm, giờ phút này mới tỉnh lại, rất mệt mỏi, buồn bã không còn hơi sức nói chúng ta ở chỗ này. Mấy năm rồi, nhã tuệ nghe vậy, liền quay đầu nhìn không gian nhỏ xung quanh, cũ kỹ nhưng êm đềm, hai mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói, năm năm rồi. Lúc cô 18 tuổi, tôi đã dắt cô vào, chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình nổi lên hơi nước, nhìn tình huống xung quanh, trái tim đang từng chút buộc chặt. Cái này tủ rượu này, có phải của các cô hay không? Người công nhân muốn chuyển tủ kính cuối cùng, nhìn bọn họ hỏi. Nhã tuệ quay đầu, nhìn bọn họ, lập tức nói, vâng. Vậy chúng tôi mang nhé, chấm than ngoặc kép, công nhân muốn khom người. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên đứng lên, đi tới trước tủ rượu, cầm chìa khóa, mở cửa thủy tinh, nhẹ nhàng đẩy ra, từ bên trong lấy ra chai rượu đỏ bị mình dán lên nhãn giả, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cảm thấy sức sống của nó ở bên trong bắt đầu khởi động, không nhịn được nhớ tới người đàn ông trong bóng tối, vì bảo vệ một chai rượu đỏ mà mất đi sinh mạng, có lẽ chính vì phần cực hạn nhiệt tình này, cảm động mình. Có thể chưa, vậy chúng tôi mang à? Công nhân rút ổ điện tủ rượu, hỏi tiếp. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu. Công nhân liền cắn răng, khiêng tủ rượu đi ra ngoài căn phòng này thật trống rỗng, ngoại trừ ghế salon, hai người đứng ở bên cửa, cùng xoay người, nhìn căn phòng nhỏ trống trơn, trống trơn từ phòng khách, đến phòng ngủ, đến phòng bếp, mỗi nơi cũng nổi trôi hơi thở sinh hoạt hàng ngày, muốn lập tức vứt bỏ những ký ức đau lòng này. Đi thôi, lưu luyến nữa cũng vô ích, chúng ta phải bắt đầu cuộc sống mới. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ nhìn đường khả hình, đau lòng mỉm cười nói. Hai mắt đường khả hình dịu dàng, nhìn tất cả xung quanh, có một bóng dáng nhàn nhạt lơ lửng ở trong đầu, nước mắt lập tức lăn xuống, lại không nói nữa, ôm chặt chai rượu đỏ, cùng Nhã Tuệ đi ra khỏi căn phòng nhỏ đã sống 5 năm, dọc theo cầu thang nhỏ tối om đi xuống, ngọn đèn nhỏ màu vàng phát ra ánh sáng mờ nhạt. Hai người dừng lại, nhìn nó một cái, nhưng vẫn im lặng đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Một cơn gió lạnh nhào tới. Nhã Tuệ ôm chặt Khả Hinh, hai người cùng đi về phía xe Trần Mạn Hồng. Tiểu Nhu cũng muốn leo xuống, lên chiếc BMW. Cô ở lại xe tải, trông nom đồ, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng quát một tiếng. Tiểu Nhu không lên tiếng, chỉ đành phải núp ở trong xe vận tải. Trần Mạn Hồng lập tức mở cửa xe cho Khả Hinh và Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nói một câu cảm ơn, liền đỡ Khả Hinh ngồi vào ghế sau xe, mình cũng ngồi xuống, đóng cửa xe lại, Trần Mạn Hồng ngồi vào ghế lái, cầm tay lái, dừng lại một lát, mới thật lòng nói, nếu như mọi người thu dọn xong, vậy chúng ta đi. Chấm ngoặc kép. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn ngôi lầu nhỏ, cùng nhau im lặng không muốn gật đầu. Trần Mạn Hồng gật đầu, liền nổ máy, cầm chặt tay lái, cho xe chạy thẳng đi phía trước. Nhã Tuệ và Khả Hinh, hai người ôm nhau, cùng khóc, nhưng vẫn kiên cường mỉm cười. Chiếc BMW màu vàng chậm rãi chạy phía sau xe tải lớn, lái rời khỏi con đường lớn Mộc Lan, hướng về phía phố xá sầm uất chạy đi. Một cơn gió rét mãnh liệt thổi tới, cây mộc lan xào sạc lay động, ngôi lầu nhỏ, rốt cuộc cũng tối xuống. Chân trời hồng cuối cùng mở đi. Trung thu không khí rất ấm áp, ở hai bên con đường trong trung tâm thành phố, đèn lồng đỏ thật to đã chiếu sáng lấp lẽ, khắp nơi có người bán vòng phản quang thiên sứ. Chiếc BMW và xe tải lớn cùng nhau chạy qua trung tâm mua sắm, sau đó chạy vào một con đường cây ngô đồng yên tĩnh, lại chuyển vào con đường lớn cây ngô đồng, chạy về phía cửa khu trung cư. Đường khả hình ở trong ngực nhã tuệ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cửa khu trung cư đã mở ra, Trần Mạn Hồng lái xe vào, vòng qua một con đường nhỏ cây ngô đồng, lái vào khu 3, dừng ở trước phòng trọ nhỏ màu trắng đầu tiên. Đường khả hình nhìn căn nhà nhỏ phía ngoài cửa sổ, dùng rào chắn màu trắng rào xung quanh vườn hoa nho nhỏ, một xích đu màu trắng dừng ở trên mảnh cỏ bằng phẳng, hết sức xinh đẹp, cô sững sờ, quay đầu nhìn nhã tuệ nhã tuệ tháo dây nịt an toàn, nhìn cô, mỉm cười nói, ngôi nhà này, mặc dù so với ngôi nhà thật to của cô trước kia kém một chút, vườn hoa nhỏ một chút, nhưng có không khí của ngày xưa. Chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình nổi lệ nhìn cô, sẽ khá hơn, chấm ngoặc kép, nhã tuệ đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng ôm đường khả hình, nghẹn ngào lại nói, sẽ khá hơn. Chấm ngoặc kép, đường khả hình tựa vào trong ngực nhã tuệ, nước mắt rơi xuống. Đi ra đi, xem ngôi nhà nhỏ của các người, nơi này chủ cho thuê nhà đi Nhật Bản rồi, đoán chừng 3 năm rưỡi sẽ không trở về, nếu như tương lai các người được kiếm tiền, còn có thể suy xét mua lại nó. Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng đi ra xe, nói. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh đi ra xe, nhìn nhà trọ màu trắng hai tầng lầu ở trước mặt, nóc tầng 2, phong cách hết sức kiểu anh, trong vườn hoa nhỏ trồng mấy loại hoa không biết tên, có con đường nhỏ nối thẳng tới cửa nhà, một cánh cửa màu trắng nhẹ nhàng đóng lại chặt kín, hai bên cửa sổ, mở ra, rèm cửa sổ màu trắng rũ xuống. Ánh mắt đường khả hình lại rơi trên xích đu, nhớ tới lời cha dạy và kỳ vọng nhiều năm, nước mắt của cô lại rơi. Trái tim bị bóp chặt, hai mắt nhã tuệ cũng chợt đỏ bừng. Rồi cũng sẽ tốt thôi, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng đứng ở trước rào chắn nhỏ, mỉm cười nói, đi về phía cuộc sống mới, sẽ có hy vọng mới. Bệnh viện, ánh đèn phòng cấp cứu tối xuống. Người nhà họ Tần cùng tưởng thiên lỗi căng thẳng đi lên trước, thấy Tô Thủy Kỳ tháo khẩu trang, bước ra ngoài, nhìn Tần Vĩ Nghiệp, thở phào nhẹ nhõm nói, thị trường phu nhân qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng ống dẫn máu đến tim và cơ tim dần dần co lại, phải nhanh chóng tìm được trái tim thích hợp mới được. Người nhà họ Tần thở phào nhẹ nhõm, mới gấp gáp đồng ý với Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ lạnh lùng nhìn tưởng thiên lỗi một cái, mới nén lửa giận đi khỏi. Tưởng thiên lỗi đứng ở một bên, Thấy như mà tạm thời chưa có nguy hiểm được đẩy nhẹ ra ngoài, trong lòng của anh căng thẳng. Như mặt hơi mở mắt, nhìn người nhà họ tần lo lắng, hơi hé ánh mắt, nhìn anh. Tưởng thiên lối cũng đứng tại chỗ nhìn cô, sau khi xác định cô an toàn, đột nhiên lui về phía sau một bước, lui về phía sau một bước nữa. Thấy như mặt bị đẩy đi càng xa, anh lập tức xoay người, chạy như bay ra ngoài bệnh viện, căn dặn đông anh theo sát, nói, mau chuẩn bị xe. Tôi muốn đi nhà của Khả Hinh. Chấm than ngoặc kép, vâng, Đông Anh gật đầu, tưởng thiên lỗi đi thật nhanh ra đại sảnh bệnh viện, nhắc cổ tay, nhìn thời gian đã dạng sáng, suy nghĩ cô cũng đã về nhà, liền nhanh chóng ngồi lên chiếc Rolls Royce mới vừa lái tới, vội nói, lái xe, mau, tài xế đáp lời, lập tức lái xe, cho xe chạy thẳng phía trước, tưởng thiên lỗi ngồi ở sau xe, quay mặt sang nhìn phía ngoài cửa sổ, hai mắt lộ ra đau lòng, nhớ tới đường Khả Hinh nói câu, Hôm nay coi như là em bị báo ứng. Em yêu anh sâu hơn, tình cảm sâu hơn, cũng không sánh bằng một chút thiếu sót của chị ấy. Một chút thiếu sót này chôn giấu tình yêu của em, cái tên khốn kiếp này, từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt, nếu như em cho anh cơ hội nữa, em không phải là người." Chấm than ngoặc kép. Tim của anh chợt đau nhói, căn dặn tài xế, lái nhanh một chút. Chấm than ngoặc kép. Tài xế nghe vậy, lập tức đạp hết chân ga, chạy thẳng đi phía trước. Một cơn gió lạnh buốt, cuồng loạn quét qua thành thị. Đen rực rỡ, thật sự không xua tan hết bóng tối. Tưởng thiên lỗi đứng ở ngôi lầu nhỏ, không thể tin nổi, nghe được chủ cho thuê nhà mới vừa xuống lầu thu lại chìa khóa, nói hai cô gái trong phòng này đã chuyển đi rồi. Bà gì bán báo thất vọng, còn muốn khả hình gả con trai cả của bà, ai, bọn họ rất tốt, tôi rất thích, vừa chịu khó, vừa hiền lành, thật không nỡ. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lùi bước về phía sau một bước, trái tim chợt đau nhói, ngẩng đầu lên, nhìn ban công tối tăm, giống như thấy có một cô gái mặc quần áo thể thao màu trắng, đội mũ, đứng ở nơi đó, nhìn mình, vừa chờ đợi, vừa cười ngọt ngào. Một cảm giác gấp gáp, anh chớp mắt xoay người, nhìn không gian yên tĩnh xung quanh, gọi nhỏ, khả hinh. Chấm ngoặc kép, chương 429, nói chuyện một chút. Sáng sớm, ánh mặt rơi vào căn phòng nhỏ nhiều tia nắng lấp lánh lấp lánh chiếu sáng phòng trọ nhỏ màu trắng ở trong sương mù dần dần hiện ra bãi cỏ nhỏ xanh biếc giọt sương long lanh hoa nhỏ hồng hồng ở trong gió nhẹ chập trờn có con chim nhỏ đậu ở trên xích đu mổ nhẹ trên cái ghế nhưng bởi vì tiếng động bên trong nhà lập tức dương cánh bay đi căn phòng nhỏ truyền tới một tiếng động cánh cửa nhỏ màu trắng đột nhiên mở ra một thiếu niên mặc đồng phục học sinh màu xanh dương đi ra, đeo ba lô sách, một mình đi trước vào xe. Này, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đầm màu trắng, xóa mái tóc bồng, bên trái cải đóa hoa muốn đi ra ngoài, nhìn thiếu niên kia, gấp gáp nói, chí hào, con chờ em gái một chút. Không chờ, mỗi ngày nó ngủ nướng, gọi tài xế tiếu đưa nó đi, con đi trước. Chí hào nói xong, liền kêu tài xế lập tức lái xe. Tài xế quả thật đã quen cậu chủ tức giận, lái xe đi. Này, thằng bé này, Lý Tú Lan bất đắc dĩ đứng ở trong vườn hoa, nhìn chiếc xe kia dần biến mất, nhẹ nhàng thở dài. Một luồng nắng sáng sớm, tránh thoát tầng mây, chiếu vào bên trong cửa sổ nhỏ màu trắng. Có một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, tay trang đen, lịch sự nho nhã, hai mắt xẹt qua ánh sang trí tuệ rồi biến mất, đứng ở trên cửa sổ, nhìn mấy con chim nhỏ dương cánh bay đến đậu ở song cửa sổ, hót véo von, Ông lộ ra nụ cười ôn hòa, xoay người, nhìn ở trong căn phòng nhỏ mộng ảo, con gái nhỏ đang nằm ở trên chiếc giường công chúa bằng thủy tinh, mặc một chiếc váy nhỏ trắng như tuyết, chải hai bím tóc, ôm một con chó tuyết, đắp chăn nhỏ công chúa Bạch Tuyết, đang ngủ say. Đường Văn Long mỉm cười, đi về phía bên giường con gái, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn khuôn mặt mềm mại của con gái, lông nghi thật dài nhẹ rũ xuống, cặp mắt to trong veo như nước đóng lại, trong lòng xẹt qua ấm áp, con gái là tâm can bảo bối của ông là công chúa nhỏ của mình. Anh còn không gọi con bé thức dậy, Lý Tú Lan đột nhiên đi vào gian phòng, nhìn Đường Văn Long trách. Đường Văn Long lập tức xoay người nhìn vợ, nhẹ nhàng giơ tay lên, không để cho bà lên tiếng. Sớm muộn có một ngày bị anh làm hư thôi. Lý Tú Lan đi ra ngoài. Đường Văn Long khẽ mỉm cười, nhìn con gái nhỏ mới 6 tuổi, trầm ngâm thật lâu thật lâu, rốt cuộc chậm rãi vươn tay, đặt ở trên bả vai, cưng chiều gọi nhỏ, Khả Hinh đến giờ rồi, phải rời giường. Trên giường, cô gái nhỏ nghe được tiếng gọi của cha, rũi nhẹ thân thể nhỏ bé, hé mắt, lại khép lại, lại buồn ngủ lim dim, lẩm bẩm khàn khàn nói nhỏ cha, để cho con ngủ tiếp một lát. Chấm ngoặc kép. Không được, bây giờ đã là 7 giờ 45 phút sang rồi, con phải đi nhà trẻ. Chấm ngoặc kép, đường văn long nhẹ nhàng ôm lấy con gái vào trong ngực, dịu dàng nói. Bé khả Hinh nằm ở trong ngực cha, đầu dính vào trên ngực cha mắt vẫn nhắm lại muốn ngủ thật say nhưng bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn lại đưa lên nhẹ nhàng đụng cằm của cha một cái đường văn long không lên tiếng chỉ mỉm cười nhìn con gái lén lút thật dịu dàng khả hinh vẫn nhắm mắt lại nhưng ngón tay út trắng nõn nhẹ nhàng vuốt cái cằm trí tuệ của cha làm nũng mỉm cười nói cha còn chưa cạo dâu chấm ngoặc kép đường văn long mỉm cười cúi đầu dùng chóp mũi cọ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái nói con lại biết bé khả hinh cười vui vẻ vẫn còn ở nơi này lề mề hai cha con các người lại mè nheo tương lai con gái xa cha thì làm thế nào lý tú lan cùng người giúp việc đi tới thay quần áo cho con gái mới không nhịn được cười hỏi sau này con muốn tìm một người giống cha giống anh trai gả cho anh chấm ngoặc kép khả hinh liên tục cười nói ha 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 chấm ngoặc kép Đường Văn Long vô cùng vui vẻ ôm lấy con gái, nhẹ nhàng lắc lắc, nói: "Bảo bối của tôi, chính là biết dỗ ba vui vẻ." Bé Khả Hinh cũng cười vui vẻ tựa vào trong ngực của cha. Cả căn phòng đều là tiếng cười ấm áp mỹ mãn hòa hài. "Khả Hinh, Khả Hinh." Có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở không không gian. Đường Khả Hinh mặc quần áo thể thao màu trắng, nằm ở trên giường nhỏ màu trắng, hai mắt đóng chặt lại, lông mi thật dài phủ xuống, vẫn ngủ say. Nhã tuệ đã thay lại áo sơ mi trắng, cùng váy ngắn màu bạc, ngồi ở khả hình bên cạnh, nhìn cô ngủ say khác thường, có chút lo sợ, lại nhẹ nhàng đẩy thân thể của cô, gọi nhỏ, khả hình. Dậy đi, đến thời gian đi làm, nếu không sẽ tới trễ, chúng ta ở nơi này không có xe buýt đón, phải đi xe mạn hồng. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhẹ nhàng mở hai mắt, mờ mịt mơ hồ lim dim, tiếp xúc được một luồng ánh sang mặt trời từ bên trong cửa sổ nhỏ màu trắng chiếu xuống, có chút giọt lệ tuôn ra. Khả Hinh, cô làm sao vậy? Nhã Tuệ lo lắng nhìn cô. Đường Khả Hinh chợt cảm thấy thân thể nặng nề, miệng khô lưỡi khát, chậm rãi quay đầu, nhìn bản thân, lúc này mới chớp mắt hoảng thần, trở lại hiện thực, sâu kín nói tôi. Mơ thấy cha mẹ rồi. Chấm ngoặc kép. Nhã Tuệ nghe vậy, dừng lại một lát, mới mỉm cười nói, rất lâu không có mơ thấy cha mẹ rồi, thật sao? Đường Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhã Tuệ thở dài một hơi, khẽ cúi người xuống nói không có việc gì sẽ lớn lên tìm bạn trai giống như cha chấm ngoặc kép chấm đường khả hình khẽ mỉm cười trái tim như bị dao cắt đau quá mau dậy đi nhã tuệ nhìn khả hình nói sắp tới trễ rồi ừm chấm ngoặc kép đường khả hình ngồi dậy chợt cảm thấy thân thể choáng váng thế nào nhã tuệ có chút lo lắng nhìn cô đường khả hình lắc đầu một cái cười nói không có việc gì có thể ngủ quá sâu gặp mộng quá sâu Cô nói xong, liền cẩn thận rời giường, sau đó đi về phía tủ quần áo âm tường tại mép giường, nhẹ nhàng kéo, từ bên trong lựa ra một sơ mi kẻ ô màu xanh, váy ngắn màu đen, đi vào phòng tắm độc lập, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ở bên trong nói ra, hôm nay thời tiết giống như rất tốt, ánh nắng mặt trời rực rỡ. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy, Nhã Tuyệt cười đáp, đứng ở phòng của Khả Hinh, nhìn căn phòng trang trí màu hồng, giường nệm lớn màu trắng, hai bên giường là chiếc tủ nhỏ một chiếc đèn bàn nho nhỏ phát ánh sang màu vàng nhạt, gần cửa sổ còn có một ghế nằm màu trắng, đi qua chính là tủ sách gần cửa sổ, bàn máy vi tính màu trắng, bên cạnh một bình hoa cao một mét, cắm một nhánh hoa hỏa liệt điều. Cô có chút cảm thán nói, chủ cho thuê nhà này cũng thật kỳ lạ, đồ dung trong nhà thật sự đầy đủ, hơn nữa đều quý giá, tại sao lại để lại cho chúng ta? Làm hại chúng ta khổ cực dọn nhà như vậy, tất cả mọi thứ đều chất trong kho hàng dưới tầng hầm rồi. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, không đến bao lâu, đường khả hình thay xong quần áo, rửa mặt xong, mặc áo và váy ngắn, lại chọn một cái áo ghi lê màu đen, nhìn trong tủ kính toàn thân mặc vào, mới nói, lúc tôi mới vừa vào, còn bị giật mình. Nhã tuệ đột nhiên có chút hưng phấn nhìn đường khả hình, cười nói, làm thế nào? Tôi chỉ thích nơi này. Đường khả hình nghe vậy, liền quay đầu, nhìn nhã tuệ, cười khẽ nói, nếu như ưa thích, chúng ta phải cố gắng ở nơi này. Nhã tuệ nhìn đường khả hình, khẽ mỉm cười, nói tốt. Hai người đồng thời mỉm cười, sau đó sắp xếp lại gian phòng của mình, nhắc túi sách, vừa nói vừa cười ra khỏi phòng, đi qua phòng khách nho nhỏ lầu 2, đi xuống cầu thang xoắn ốc, đi qua phòng khách nhỏ ấm áp, nhìn phòng bếp bước lên hai bậc thang, được bọn họ quét dọn sạch trơn, bong loáng, ánh mặt trời chiếu xuống, một mảnh không khí ấm áp, bọn họ lại vui vẻ mỉm cười, mở cửa. Âm, chấm ngoặc kép, một âm thanh vang lên. Hai người ngây ngô đứng ở trước cửa, nhìn Tiểu Nhu mặc quần liền thân màu vàng, bên ngoài khoác áo khoác gấu mèo trắng đen, đội mũ có lỗ tai, nheo mắt cười chỉ vào bao tải trên đất, vui vẻ nói, mọi người ra ngoài rồi. Cô, cô đang làm gì vậy? Nhã tuệ bất đắc dĩ nhìn cô hỏi. Tiểu Nhu đội mũ gấu mèo, nhìn Nhã tuệ bên trái, nhìn Khả Hinh bên phải, cười thật đắc ý nói, tối ngày hôm qua lúc tôi dọn nhà, liền nghĩ một vườn hoa thật lớn, dùng trồng cỏ thật sự đáng tiếc. Cả đêm tôi gọi mẹ tôi thu dọn một chút hạt giống có thể trồng trong mùa đông, còn có khoai lang mới vừa đào lên, đưa tới, mọi người đưa chìa khóa cho tôi, tối nay tôi tới đây, phía sau ở nhà, mở một mảnh đất, trước tiên trồng cà rốt, bắp cải trắng, còn có ớt, cà chua. Nói xong, cô đã vươn tay ra, nhìn họ, mắt nhấp nháy nhấp nháy. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh đồng thời im lặng nhìn cô. Tiểu Nhu cũng nhiệt tình nhìn bọn họ. Tôi mới không cho cô Cô cho rằng giống như ngôi lầu nhỏ trước kia sao? Lúc ấy, quản lý đem đồ trong nhà dọn đi cũng không sợ. Nhã Tuệ bước đi trước. Ai, Tiểu Nhu gấp gáp xoay người, nhìn Nhã Tuệ, kêu to tin tôi đi. Mỗi ngày tôi đến nhà lau cửa sổ cho mọi người, quét nhà, giặt quần áo, trả bồn cầu. chấm ngoặc kép. Nhã Tuệ không để ý tới cô, đã đi qua chung cư bên kia. Khả Hinh. chấm ngoặc kép. Tiểu Nhu lại muốn quay đầu lại, vẻ mặt khổ sở cầu xin Khả Hinh. Con người mở to, nhìn một cái chìa khóa đông đưa trước mặt, ánh sáng nắng ban mai chiếu lấp lánh, cô lập tức hưng phấn nhìn đường khả hình. Đường khả hình cầm chìa khóa, nhìn cô, mỉm cười nói, không cần lau cửa sổ, không quét nhà, cũng không cần giặt quần áo và trả bồn cầu, phải tới chơi nhiều, chúng ta ngủ chung, ôm nhau ngủ chung. Ưm ừ, ưm ưm, chấm ngoặc kép, tiểu nhu hưng phấn nắm chìa khóa, cười vui vẻ. Đi thôi, để đồ ở chỗ này là được rồi. Đường Khả Hinh lập tức kéo Tiểu Nhu đi về phía trước. Khả Hinh thật tốt, Tiểu Nhu ôm hông của cô nói. Đường Khả Hinh vừa đi về phía trước, vừa xúc động nói là Tiểu Nhu tốt, Tiểu Nhu giống như áo bông nhỏ của tôi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu lại cười vui vẻ. Hôm nay Trần Mạn Hồng rất bận, lái BMW chữa mấy cô gái nhanh chóng trở lại khách sạn, dọc theo đường đi, chỉ có đám Tiểu Nhu cãi nhau, tất cả mọi người đang cười. Sau khi xuống xe đoàn người liền trực tiếp đi dọc theo đại sảnh khách sạn đi tới, thuận tiện mạn hồng ký tên, không ngờ mấy người mới vừa đi về phía thảm đỏ, liền nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu đen thắng gấp ở trước đại sảnh khách sạn, mọi người giật mình, xoay người, nhìn ra phía trước. Tưởng thiên lỗi mặc tây trang đêm qua, vẻ mặt nóng nảy tiều tụy đi xuống xe, bước nhanh đến trước mặt của đường khả hình. Nắm chặt cổ tay của cô, nói chúng ta nói chuyện một chút. Chấm than ngoặc kép, mặt của đường khả hình cứng rắn, trong chớp mắt xoay cổ tay, tránh ra khỏi tay của anh. Tưởng thiên lỗi gấp gáp quay đầu, nhìn cô, chương 430, ngàn vạn năm. Chúng ta nói chuyện một chút, cho anh mấy phút, tưởng thiên lỗi cũng không để ý lui khách và nhân viên lui tới, lập tức nắm cổ tay của cô, muốn kéo cô đi. Đường khả hình lại cắn răng, dùng sức kéo tay của anh xuống. Tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn cô, nói cho anh một cơ hội. Cho anh một chút thời gian, để cho anh giải thích với em làm ơn, tha thứ cho anh một lần. Bọn người Trần Mạn Hồng, Tiểu Nhu cùng căng thẳng nhìn Khả Hinh. Lồng ngực Nhã Tuệ cũng đã sắp nổ tung, hai tay nắm chặt quả đấm, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh chỉ lạnh lùng nhìn anh, giống như người xa lạ, im lặng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ánh mắt cô, trái tim chợt đau nhói, lại muốn tiến lên nắm nhẹ tay của cô. Đường Khả Hinh rút tay lại, lạnh lùng xoay người, bước nhanh đi về phía trước. Đường Khả Hinh chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn bóng lưng của cô, nặng nề gọi. Đường khả hình cũng không quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Nhã tuệ căm giận, vừa muốn xông lên trước, nhưng Trần Mạn Hồng kéo cô lại, chớp mắt nhìn cô, lắc đầu một cái. Nhã tuệ nhìn cô một cái, liền đè nén khổ sở, cũng tức giận xoay người, bước nhanh đi khỏi. Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu cùng đứng chung một chỗ, hướng về phía tưởng thiên lỗi cung kính khẽ gật đầu, sau đó muốn lặng lẽ đi khỏi. Ngày hôm qua có phải khả hinh cùng mọi người ở chung một chỗ hay không? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh đi phía trước, chậm rãi hỏi. Lưng Trần Mạn Hồng cứng ngắc, chớp mắt một cái, mới có chút miễn cưỡng cười nói, "À. Tối hôm qua chúng tôi không có ở cùng nhau." Chấm ngoặc kép. "Vậy cô đến đâu đón cô ấy?" Tưởng Thiên Lỗi lại nhanh chóng quay đầu, nhìn cô, hỏi. Tiểu Nhu cảm thấy tê dại ra đầu, quay đầu, lo sợ nhìn Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng lại trước mắt suy nghĩ một chút, tâm trạng hơi căng thẳng cười nói, à. Bọn họ ở dưới lầu chung cư nhà tôi, tôi. Tôi liền lái xe đưa bọn họ về khách sạn. Chấm ngoặc kép. Hai mắt tưởng thiên lỗi nhíu lại, lạnh lùng nhìn cô, nói cô không có nói dối. Tôi không có nói dối. Chấm ngoặc kép, trên trán trần mạn hồng dịn mồ hôi, sớm biết có thể như vậy, cô nên để nhã tuệ tiến lên, quất cho hai người bọn họ một bạt tai. Lấy chức vị của cô đứng ra bảo đảm. Tưởng thiên lỗi lại chậm rãi, lạnh lùng nói. Tiểu nhu trợn mắt, hoảng sợ quay đầu nhìn Trần Mạn Hồng. Sắc mặt Trần Mạn Hồng lập tức trắng bệch, hoảng sợ đến gan rớt dưới đất, thở hổn hển cười nói, vâng. Vâng, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn cô một cái, mới nói, làm việc đi. Vâng, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng thở vào một hơi, lau mồ hôi trên trán, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa quạt tay, thở phì phò nói, trời ạ. À thực là tình bạn vạn tuế. Tôi lấy nghề nghiệp của tôi ra đùa giỡn. Tôi rất đẹp gái có phải không? Có phải không? Có phải không? Rốt cuộc có phải không? Sau lưng không có thanh âm. Trần Mạn Hồng ngạc nhiên dừng bước chân, cảm giác sau lưng không khí cũng nhẹ, trong chớp mắt xoay người, nhìn thấy Tiểu Nhu còn đứng cúi đầu ở trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, giống như rất sợ hãi, đang nói cái gì? Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một đầu, uy phong lẫm lẫm nhìn cô. Mẹ ơi, nghề nghiệp của tôi kiếp này hủy ở trong tay cô sao? Trần Mạn Hồng chợt toát mồ hôi, lặng lẽ men theo một chỗ khác, đến gần đại sảnh, nhìn con bé Tiểu Nhu đáng chết, rốt cuộc đang nói cái gì? Tối ngày hôm qua, tôi giúp các cô ấy dọn nhà. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu cúi đầu, Lý Nhí nói. Trần Mạn Hồng trừng mắt, năm ngón tay siết lại, nắm chặt mặt tường. Dọn đi nơi nào, Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh hỏi. Tiểu Nhu do dự một lát, rốt cuộc nói rời đến trung cư quản lý trần trong một biệt thự nhỏ ngồi biệt thự nhỏ kia rất đẹp nghe bảo vệ nói một trăm ngàn nha quả nhiên tưởng thiên lỗi không tin nhìn cô nói được rồi đi thôi vâng tiểu nhu ngoan ngoãn nhanh chóng xoay người đi trần mạn hồng không nói nên lời nhìn cô quản lý tại sao chỉ ở chỗ này tiểu nhu ngạc nhiên nhìn trần mạn hồng hỏi cô cô mới vừa nói nói thật ra à Trần Mạn Hồng nhìn cô, có chút lo sợ. Đúng nha, nhưng anh ấy không tin. Tiểu Nhu nói, cũng lắc đầu một cái. Tại sao, Trần Mạn Hồng nhìn cô nói. Bởi vì tôi nói chuyện có rất ít người tin tưởng. Tiểu Nhu ngây ngốc cười. Hắc, trời à, bạn bè vạn tuế. Trần Mạn Hồng muốn khóc đi về phía trước. Nói quả nhiên là nói thật, an toàn. Phòng ăn ngựa tôn. Đường Khả Hinh mới vừa đổi đồng phục. Nhanh chóng đi vào phòng ăn, thấy Trần Mạn Hồng cũng đã thay đồng phục, vỗ vỗ tay nói với đồng nghiệp ca sáng, mọi người cực khổ, công việc của hôm nay sắp bắt đầu. Mọi người vào vị trí của mình. Vâng, chấm ngoặc kép, nhân viên cả phòng ăn đều gật đầu, vừa muốn tiếp nhận chỉ đạo buổi sớm. Hôm nay phòng ăn ngự tôn ngừng buôn bán, doanh thu báo của ngày hôm qua, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đột nhiên lạnh lùng, dẫn đồng anh đi tới, nói nhanh. Đường khả hình đứng ở trước đội ngũ nhân viên, ngẩng đầu lên, nhìn anh. À, Trần Mạn Hồng quay đầu, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút sững sờ. Tất cả nhân viên cũng ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải, đang suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở cửa nhà hàng, nhìn Đường Khả Hinh, lạnh lùng nói, "Tất cả nhân viên, hôm nay nghỉ phép một ngày có lương. Lập tức đi khỏi nơi này." Đường Khả Hinh ở lại, cô không nghỉ. Trần Mạn Hồng cùng mọi người quay đầu nhìn Đường Khả Hinh hai mắt đường khả hình nóng lên tức giận nhìn anh đông anh có chút khiếp sợ tiến lên nhìn mọi người miễn cưỡng cười nói các vị nhân viên hôm nay cảm ơn mọi người đến khách sạn nhưng hiện tại tổng giám đốc có chút việc gấp muốn nói chuyện với khả hình một chút bởi vì cuộc tranh tài rượu đỏ sắp bắt đầu cho nên mọi người mặc dù không hiểu rõ ràng lúc ra ngoài cũng không nên nói lung tung được không vâng chấm ngoặc kép tất cả nhân viên nhao nhao gật đầu sau đó vẫn vui vẻ tan việc chỉ có Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu đứng tại chỗ, có chút lo lắng nhìn Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Đường Khả Hinh cứng rắn, đứng ở bên cạnh một góc bàn, không lên tiếng. "Quản lý Trần, cô còn có việc sao?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, lại lạnh lùng hỏi. "À, Trần Mạn Hồng nhìn anh một cái, có chút căng thẳng, miễn cưỡng cười nói, không có. Không có việc gì." chấm ngoặc kép. Mang theo nhân viên của cô đi khỏi, Tưởng Thiên Lỗi nói nhanh ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng đứng tại chỗ, do so dự một lát. Đông Anh lập tức tiến lên, nhìn Trần Mạn Hồng mỉm cười nói, quản lý Trần, tôi hiểu rõ cô quan tâm khả hinh, nhưng không có tổn thương, cô yên tâm, cho bọn họ một chút thời gian nói chuyện một chút, đi thôi. Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng nghe lời này, liền lo lắng nhìn thoáng qua đường khả hinh, mới dẫn Tiểu Nhu đi khỏi. Phòng ăn nhất thời vô vắng lặng, Đông Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng ăn bên trong chỉ còn lại hai người. Tưởng thiên lỗi đứng ở đó đầu, nhìn vẻ mặt đường khả hình tiểu tùy cô đơn đứng ở một bên, tim của anh đau nhói, lập tức đi tới trước mặt cô, nắm chặt bả vai của cô, gấp gáp nói, khả hình. Nghe anh giải thích, tối ngày hôm qua, anh thật sự rất bất đắc dĩ, anh không phải cố ý muốn tổn thương em và nghi ngờ em, anh chỉ là... Chấm ngoặc kép, anh dừng lại một chút, nhìn cô. Sắc mặt đường khả hình tái nhợt quay mặt đi, giống như căn bản không có nghe. Đường khả hình, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhanh chóng bưng mặt của cô, gấp gáp gọi em nhìn anh đi. Nhìn anh đi, anh tìm em cả buổi tối, anh sắp lật ngược toàn thế giới. Em không tin anh sao, em không tin cảm tình của anh sao, chấm than ngoặc kép. Đường khả hình đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, giống như chết. Khả hình, không nên đối với anh như vậy. Trái tim của tưởng thiên lỗi chợt run lên, lại bưng mặt của cô, đau lòng gọi thân thể đường khả hình nhẹ nhàng lay động, nhưng hai mắt rời rạc không ánh sáng, không chút cử động. Khả hình, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại kích động gọi cô, nhìn anh đây. Nhìn anh đây, ngày hôm qua anh thật không phải cố ý muốn tổn thương em. Ngày hôm qua anh nghe lời của em, anh đi tìm như mà nói rõ ràng. Anh muốn nói rõ ràng, em biết không, bởi vì anh không muốn để cho em chờ đợi thêm nữa. Em phải tin tưởng anh, hai mắt đường khả hình rốt cuộc di động một chút giọt lệ nhưng rất lạnh lùng đường khả hình em không yêu anh sao tại sao dễ dàng buông tha tưởng thiên lỗi lại đau lòng gỏi hai mắt đường khả hình vẫn lạnh lùng nhìn phía trước cũng không có nói gì tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng cô giống như đã chết lập tức nói anh không tin em không còn yêu anh em không thể không yêu anh anh không tin anh nói xong đột nhiên nâng chặt mặt của cô cúi xuống hôn trên môi của cô nước mắt đường khả hình rơi xuống, rốt cuộc trong thân thể tràn lên tức giận, chợt đẩy anh ra, muốn xoay người đi khỏi. Tưởng thiên lỗi lui về phía sau một bước, nhìn bóng dáng cô muốn đi khỏi, mạnh mẽ tiến lên, lại muốn nâng chặt mặt của cô, muốn hôn cô. Đường khả hình lại cắn chặt răng, cắn mạnh ở trên môi anh một cái. Tưởng thiên lỗi chịu đựng đau đớn, hai mắt xuất hiện giọt lệ, lại muốn hôn cô. Đường khả hình chợt cầm cái mâm lớn ở trên bàn, Xoảng một tiếng, đập bể trên sàn. Tưởng thiên lỗi dừng lại động tác, cúi đầu, nhìn mảnh vụn trên sàn. Đường khả hình tức giận cầm chén chén đĩa và ly trên bàn, toàn bộ đập xuống sàn. Liều mạng đập, miệng thủy tinh văng ở giữa hai người, khuôn mặt của tưởng thiên lỗi xẹt qua một chút vết thương, lại nắm chặt quả đấm, nhìn cô. Đường khả hình thở dài một cái, ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi, nước mắt kích động, tức giận rơi xuống, mới nhìn anh, Hét to, thấy mảnh vỡ không? Thấy không? Chấm than ngoặc kép. Tưởng Thiên lối cúi xuống, nhìn thủy tinh vỡ trên sàn, từng mảnh vỡ nát. Nơi này đều là tim của em, rơi xuống tan nát. Tan nát dưới đất, hiện tại em không muốn nói chuyện với anh, em cũng không muốn nghe anh giải thích. Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh nói xong, lập tức đạp mảnh vụn, khanh khách vang dội, đi ra phòng ăn. Em không còn yêu anh sao? Thật không yêu, có dễ dàng như vậy sao? Tưởng thiên lỗi tức giận nhìn cô, nói chúng ta mới xác định quan hệ bao lâu. Em cũng không tin anh sao. Đường khả Hinh quay đầu nhìn anh, bật cười, nước mắt lăn xuống nói, ở trong mắt anh, mới xác định quan hệ yêu đương không đến bao lâu. Nhưng ở trong lòng của em, em yêu anh đã ngàn vạn năm rồi. Đây chính là khác nhau, chấm than ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn cô. Hai mắt đường khả Hinh lạnh lẽo, lau đi giọt lệ cuối cùng, xoay người đi khỏi audio điện tử võ tấn bền hết chương 430